chương 101, thành phố ra náo loạn. Hồ Tiêu không đi một mình, hắn còn dẫn theo vài tên thủ vệ, chỉ là hắn đã ngông cuồng thành thói. Dù gì Hồ Gia ở phương Bắc cũng là một đại gia tộc lâu đời, hắn lại là độc đinh duy nhất của Hồ Gia. Các nhánh lẻ của Hồ Gia không có con trai, vì vậy mọi người Hồ Gia mới dốc lòng hướng về hắn, tài nguyên đều dùng để bồi dưỡng cho hắn. Chỉ là Hồ Gia có dốc lòng thế nào thì vẫn không tránh được việc Hồ Tiêu là kẻ không đủ năng lực, mà cũng vì hồ tiêu trong lòng hiểu rõ nên mới trở thành kẻ không sợ trời không sợ đất như vậy ầm um, hồ tiêu ra lệnh cho những tên đi theo đập vào xe của hữu thủ vẻ mặt của hắn ta vô cùng tức giận có lẽ là muốn tìm chỗ chút giận mà thôi đâm vào đi không cần xuống xe hồ cửu nói hữu thủ còn đang định xuống xe dạy dỗ bọn kia một bài học thì lại nghe được hồ cửu chỉ thị anh ta hơi khó hiểu nhìn hồ cửu lần nữa dù sao đây cũng không phải là cách hành xử thường thấy của hồ cửu đâm vào hò hiếu thủ muốn xác nhận lần nữa phải biết xe của hiếu thủ nhìn bề ngoài có thể nói là rất bụi bặm không giống xe đắt tiền nhưng thực ra đây là xe địa hình chuyên dụng động cơ rất mạnh dù va chạm nhỏ thì họ cũng không hề hấn gì mà xe của mấy người hồ tiêu có thể thấy là đầu xe đều bị móc hoặc vỡ trong khi xe của hiếu thủ vẫn nguyên vẹn như cũ nếu anh ta dồ ga đâm ngang E là hồ tiêu không chết cũng bị thương. Audio điện tử võ tấn bền. Đối với người cặn bã như thế, cần tôi thương xót. Hồ cửu thấy ánh mắt hữu thủ thì lại nói. Hữu thủ biết hồ cửu nói thật, anh ta nổ máy nhấn ga phi thẳng vào đám người đang đập xe phía trước. Á, à, thiếu ra, mau tránh. Đám hộ vệ nhao nhao lôi hồ tiêu ra khỏi đầu xe của hữu thủ. Hồ tiêu cùng đám thủ vệ cũng không ngờ là hữu thủ dám đâm thẳng vào bọn họ ở phương Bắc xa xôi kia, ai thấy mặt hồ tiêu cũng phải nể ba phần. Dù là Vinh Thiếu hay Trần Tiểu Thư gì kia, tuy không ưa gì hồ tiêu, nhưng nhìn thấy vẫn phải dùng thái độ trung hòa nhất mà đối đãi. Suy cho cùng hồ ra còn có hồ lâm, cùng mấy lão già kia, thực lực còn nhiều, mà bọn họ lại không muốn đại gia tộc đối đầu nhau. Dù là kẻ thẳng cũng tổn hại không ít, rắc, á, á, tiếng hét chói tai của hồ tiêu làm hồ cửu thấy phiền, cũng may hộ vệ lanh lẹ lôi kịp hồ tiêu ra khỏi đầu xe nhưng chân của hồ tiêu thì lại bị xe cán gãy đau đớn tột đổ trước giờ hắn làm gì đã phải chịu cảnh đau đớn này chứ chết tiệt đau đau hồ tiêu vừa tức vừa đau nhanh đưa thiếu ra tới bệnh viện hộ vệ nhanh chóng đưa hồ tiêu đến bệnh viện không dám chậm trễ trong lòng bọn họ vô cùng lo sợ dù sao bảo vệ thiếu ra là trách nhiệm của họ để thiếu ra xảy ra chuyện, bọn họ không thoát được. Mau, tìm, nó, a à, tìm ra nó. Hồ tiêu tức giận gào lên rồi ngất vì đâu. Đám hộ vệ chia ra, một bên là đưa hồ tiêu đến bệnh viện, một bên là điều tra chiếc xe kia. Dù sao thiếu ra tỉnh dậy vẫn cần người chút giận, mà họ điều tra được thì cũng dễ giao phó với hồ lâm. Long chủ, tên hồ tiêu này quá đáng ghét. Hữu thủ bĩu môi nói. Hắn như vậy là do hồ ra. Gia... Hồ Cửu lạnh nhạt nói. Hiếu thủ gật đầu. Quả thật con cháu gia tộc lớn như vậy thường được giáo dưỡng rất kỹ, hầu như không để lộ ra tiếng xấu. Hồ Tiêu dù gì cũng là độc đinh, thiếu gia duy nhất của Hồ gia, trừ khi cha hắn ta có con bên ngoài. Nếu không hắn Nghiễm nhiên sẽ thành Hồ gia chủ đời sau, mà với thái độ kia cũng biết, Hồ Lâm tại sao lại tìm người phò tá cho tên Hồ Tiêu này. Xem ra Hồ gia cũng sẽ có lúc lụi bại. Về đến căn cứ phía tây, hoàng đàn lão lý thanh ngũ đã chờ sẵn nhiều ngày qua hồ cửu ở núi hàng bọn họ chỉ biết là long chủ đi tịnh tu cho rằng hôm nay về chắc chắn có việc cho nên đều ở đây đợi lệnh lão lý ông đã chuẩn bị xong hết tuần này chúng ta sẽ đi phương bắc một chuyến hồ cửu nhìn lão lý tinh thần khá tốt vâng thưa long chủ bất cứ lúc nào tôi cũng có thể theo ngài lên đường lão lý cúi đầu nói vô cùng kính trọng lòng ông đã quyết sau này có lên dựa vào người này, quả thật thời gian qua ông có tư tâm nhưng sau khi làm việc cho Long chủ. Ông cảm nhận được thế lực thực sự rất phức tạp, không chỉ gói gọn trong Đông Uy này, ông ta cũng không dám nghĩ thêm. Tôi muốn trong một tuần, các thế lực ngầm trong thành phố gia này phải hoàn toàn do chúng ta nắm giữ. Được chứ?" Hồ Cửu lạnh nhạt nói với mọi người. "Vâng, được, cả bốn người đều đồng thanh. Sắp tới hoàng đàn ở lại thành phố gia cùng Thanh Ngũ trấn giữ." yên ổn ở đây giao cho cả hai người. Hồ Cửu phân công mọi việc. Hữu thủ, lão Lý, túc chỉ theo tôi về phương Bắc. Nhân lực ở đó hỗn loạn, thế lực rắc rối, cũng nên dẹp yên rồi. Anh chỉ nhẹ nhàng nói như không có gì. Chỉ là anh có một dự định lớn hơn, sau khi dẹp yên đám sâu mọt kia, anh còn một nơi cần phải đi. Long chủ, hồ gia đang truy tìm sẽ của ngài. Túc chỉ từ bên chạy vào ngoài thông báo. Vốn gì anh ta muốn đến đây sớm, nhưng trên đường vì xe giống với hữu thủ đã gặp rắc rối một phen, một đám người vây lấy. May là họ thấy biển số của anh khác, mới nhận nhầm, xin lỗi rồi cho đi. Túc Trì cũng không nhỏ nhen như vậy, nên cũng thôi. Ai ngờ khi đi họ lại đọc ra biển số xe, Túc Trì biết được bọn người kia là đang tìm Hồ Cửu. Ồ, tìm rồi sao? Có kịch hay để xem rồi. Âm thanh Hồ Cửu vô cùng âm trầm mọi người đều cảm thấy tên kia nên tự cầu nhiều phúc, mà hữu thủ càng là lo lắng cho kẻ bị nhắm tới. E rằng lần nay quay về, hồ cửu giải quyết xong mọi việc cũng là lúc anh thay đổi. chương 102, lạnh lùng cùng ác độc. Chết tiệt, hồ tiêu tịnh dậy đã là ngày hôm sau. Hắn nhìn cái chân bị quấn kín, bó bột cứng ngắt, cảm giác bản thân bị xúc phạm. Trước giờ làm gì có ai dám động vào hắn chứ, cả cái tên Vinh Y Tiếu dù được mọi người cho là xuất sắc khó tìm, thấy hắn cũng phải đi đường vòng. Vậy mà tên khốn kia dám tông thẳng vào hắn, cục tức này hắn nuốt không trôi. Tìm cho ra cho tao, đập nát hai chân nó cho tao. Nhanh, Hồ Tiêu đập hết đồ ở gần, đám vệ sĩ chỉ biết đứng đó chịu trận, không dám nói gì hơn. "Hồ Tiêu, cháu hồ nháo đủ chưa?" Một giọng uy nghiêm vang lên. Hồ Lâm cũng đã tới, nhìn đám người kia chịu trận ông cũng không tỏ ra mảy may thương xót thứ ông quan tâm vẫn chỉ có sức khỏe của hồ tiêu mà thôi. Chú, chú xem đi, hồ tiêu nhìn thấy hồ lâm thì có chút trột dạ. Cháu đang đi thì một chiếc xe đâm vào xe cháu, thì cháu cũng chỉ muốn nói phải quấy với người ta. Vậy mà họ lại cứ thế tông thẳng vào cháu. Hồ tiêu ôm chiếc chân đang bó bột, khóc lóc một hồi. Hồ lâm nhíu mày không mấy tin tưởng, ông còn lạ gì nhân phẩm của đứa cháu này. Nó không gây chuyện với người khác ông đã tạ ơn trời, còn có chuyện người khác làm gì nó sao? nhìn vẻ mặt hồ lâm vẫn còn nghi hoặc hồ tiêu biết người chú này dù có không tin mình nhưng vẫn luôn vì hồ ra mà làm hắn chắc chắn hồ lâm sẽ vì hắn mà làm chủ chú à cháu nói thật chú xem chú còn không rõ tính tình của cháu nếu là cháu thì cháu đánh hắn rồi đây rõ ràng là người ta làm cháu bị thương hồ tiêu nói xong không quên dơ lên cái chân bó bột cháu lần sau không có chuyện cứ ở yên một chỗ cho ta hồ lâm thở dài cũng không thể trách được Hồ Tiêu là đại thiếu gia của Hồ Gia, hắn ngông cuồng cũng có lý, chỉ là người kia cứ thế đâm xe vào cũng không được. Dù sao nếu Hồ Tiêu không tránh kịp thì có thể là mạng người, Hồ Lâm nhíu mày. Cha chưa? Hồ Lâm hướng các vệ sĩ hỏi. Dạ, đã cha ra rồi ạ. À. Chỉ là mấy hôm nay vẫn chưa tìm ra chiếc xe đó. Một tên vệ sĩ cao to đứng lên nói, có tra được xe của ai không? Hồ Lâm hỏi. Chúng tôi, chưa, vệ sĩ ấp úng nói đám vệ sĩ cũng chỉ biết im lặng dù sao chiếc xe kia khá độc đáo bọn họ còn suýt nhận nhầm xe cũng may không phải mà chủ nhân cũng dễ nói chuyện nhưng còn chiếc xe đâm gãy chân cậu chủ bọn họ vẫn chưa tìm ra được lúc này hồ lâm còn đang muốn nổi giận thì bên ngoài đã chạy vào một tên vệ sĩ hớt hải nói cậu chủ tìm ra tìm ra rồi hắn vừa thở vừa nói không thành câu nói rõ tìm ra cái gì hồ lâm nghiêm mặt nói ông chủ chiếc xe kia xuất hiện rồi, hai tên kia đều là nam, đúng là hai tên hôm trước đâm gãy chân cậu chủ, còn có họ đang ở khu biệt thự Thăng Long. Tôi vừa thấy xe họ ở đó, Thăng Long, Hồ Lâm nhíu mày, kia có phải quá trùng hợp, dạo gần đây hắn thấy nhiều chuyện quá mức thuận lợi, bản thân ông ta cũng có cảm giác mơ hồ. Dạo gần đây Vinh ra cùng Trần ra cũng nhúng tay rồi. Bên kia họ dường như được gặp chiến thần rồi, Hồ Lâm bất giác thở dài, ông đến đây sớm hơn họ, cha tới cha lui đều không thể cha được gì nhưng bây giờ thì sao vinh thiếu cùng vị trần tiểu thư kia cứ thế mà tìm được nhân vật lớn kia còn là trước ông a một bước nói ông ta không tức sao được chứ chú trả thù cho cháu chuyện chiến thần gì kia cháu sẽ giúp chú hồ tiêu nôn nóng nói hừ cháu không làm gì đã giúp ta rồi hồ lâm nói xong đứng dậy đi theo tôi ông quay về mấy hướng những người vệ sĩ đang đứng và nói vài tên vệ sĩ theo lệnh đi theo sau Hồ Lâm, nhìn qua cũng hiểu, bọn họ là muốn đi tìm công đạo cho Hồ Tiêu. Hồ Tiêu gọi một tên vệ sĩ lại gần, dặn dò một chút, tên vệ sĩ kia nhanh chóng gật đầu chạy theo Hồ Lâm. Hồ Tiêu nở nụ cười gian ác. Hừ, tao muốn chúng mày trả giá gấp bội. Hắn nghiến răng nói, quả thực Hồ Lâm kéo người tìm tới khu biệt thự Thăng Long, nhìn chiếc xe kia Hồ Lâm có cảm giác quen thuộc. Chiếc xe đó, hình như đã thấy Hồ Cửu đi một lần trợ lý bác nhíu mày nói chiếc xe này quá đặc biệt không phải vì nó đẹp hay đắt đỏ chỉ là nó quá bụi bặm nhìn không đẹp cũng có vẻ rẻ tiền hồ cửu nó biết hồ tiêu sao hồ lâm hoài nghi không thể anh ta chưa từng gặp hồ thiếu gia họ không thể biết nhau trợ lý bác khẳng định hồ lâm hơi suy nghĩ chẳng lẽ đây gọi là oan ra sao đi vào thôi hồ lâm lạnh nhạt ông tìm tôi hồ cửu đã đứng chờ sẵn anh biết chỉ cần anh cùng chiếc xe xuất hiện thì Hồ Lâm sẽ biết, với cái cách mà Hồ gia chiều theo ý Hồ Tiêu, thì kiểu gì bọn Hồ gia cũng sẽ tới tìm anh. Là cậu làm, cậu biết Hồ Tiêu, Hồ Lâm hơi giật mình. Ông ta lên tiếng chất vấn, cũng không quan tâm nguyên nhân sự việc là gì, trong lòng ông ta mặc định Hồ Tiêu dù có gì đi nữa vẫn không thể chịu thiệt thòi. Một tên đần của Hồ gia, tôi nên biết hắn sao? Hồ cửu mỉa mai nói. Cậu Hồ, cậu nên biết chừng mực, trợ lý bác lên tiếng. Chương 103, đồ lừa đảo. Ồ, chừng Mực, Hồ Cửu nhích miệng cười. Trợ lý bác có hơi khó chịu với thái độ của Hồ Cửu, suy cho cùng Hồ Cửu dù cho có máu mủ với Hồ gia đi nữa nhưng Hồ Cửu suy cho cùng chỉ là một kẻ bình thường. Vậy mà anh dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với người Hồ gia, trong mắt trợ lý bác, Hồ Cửu chính là không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng Hồ gia gần đây không có khởi sắc, nhưng cũng đủ sức làm cho cậu thảm hơn con chó hoang đấy. Trợ lý bác cũng không khách khí Hồ Lâm cũng không nói gì, chỉ âm thầm đồng ý để trợ lý bác ra sức xỉ và hồ cửu. Lúc trước ông còn niệm chút tình cũ, bây giờ thì khác, ông không cần phải bận tâm một đứa cháu không nhận hồ ra. Tôi cũng muốn xem, các người có bao nhiêu thực lực. Hồ cửu nói xong cũng không có ý định nhường bước cho bọn họ. Lần này anh muốn tìm lục thạc, cũng không muốn ai gây phiền phức cho cô cùng anh nữa. Ông Hồ, trợ lý bác cúi đầu chờ quyết định của Hồ Lâm. Là cậu đâm vào Hồ Tiêu là cậu cố ý, Hồ Lâm vẫn đỉnh đặc hỏi. Ông ta vốn không để Hồ Cửu vào mắt, dù cho Hồ Tiêu có lỗi thì đứng giữa Hồ Cửu cùng Hồ Tiêu, ông ta vẫn mặc định Hồ Cửu không xứng. Chuyện phun. À, cái tên nhiều lời đó là cháu ông sao? Xem như hắn còn chút may mắn. Hồ Cửu không chút yếu thế đáp trả. Hữu thủ đã vô cùng ngứa mắt trước thái độ của đám người Hồ Gia. Hơn nữa anh ta cũng cảm thấy dường như những kẻ sống ở phương Bắc luôn tự cho mình thượng đẳng hơn người. Ngông cuồng là tốt, nhưng tuổi trẻ cũng nên biết kiềm chế, quá mức phô trương sẽ rước họa." Hồ Lâm lạnh lùng nói. Ánh mắt sắc bén của ông ta như đang muốn tuyên một bản án cho Hồ Cửu. "Xem như có chút quen biết, nhẹ tay đừng để chết." Hồ Lâm đi chậm rãi, vừa đi vừa nói với trợ lý bác, cũng là nói cho đám vệ sĩ nghe thấy, đây xem như là ngầm đồng ý cho họ. Trợ lý bác rút ra một điếu thuốc, châm lửa, khí thế mười phần tiêu sái, sau đó hắn ta nhìn Hồ Cửu cười khẩy một cái còn tỏ ra là có ý tốt nhắc nhở, cậu Hồ, tôi đã nói rồi, đôi khi đừng nên cứng quá, chó thì mãi là chó, mà đã là chó nên khôn một chút. Thôi, tôi cho cậu một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi, tôi niệm tình sẽ nhẹ tay một chút. À, nếu có thể bò qua háng tôi, ừm tôi nghĩ rằng có thể nói giúp với ông Hồ, cậu cũng sẽ không bị thê thảm như chó. Nói xong trợ lý bác nở nụ cười gian tà, thiếu thủ đứng bên cạnh đã sớm không chịu nổi, còn chưa để hắn ta cười xong, hữu thủ nhanh chóng một quyền di chuyển đấm thẳng vào mặt trợ lý bác vì quá bất ngờ trợ lý bác choáng váng may mắn là có vệ sĩ đứng sau nhanh tay đỡ hắn ta nếu không hắn ta đã ngã nhào mất cả hình tượng chỉ là mũi của hắn ta xem như bị gãy thảm máu chảy tới mức đáng sợ mà trợ lý bác lúc này vô cùng tức giận hắn ta cảm nhận cơn đau này vô cùng thống khổ đánh tên này đánh chết cho tôi trợ lý bác tức giận ra lệnh nhưng đám vệ sĩ vừa xông lên Hiếu thủ chỉ vài đòn nhanh nhẹn, tay đấm, chân đá, một đòn lại một đòn, từng tên vệ sĩ còn chưa tiến lại gần Hồ Cửu đã ngã quỵ trước hữu thủ. Chính vì bọn họ coi thường Hồ Cửu nên không mang theo nhiều vệ sĩ, bọn họ tự tin với thực lực người của Hồ gia, dù là không tinh anh xuất sắc thì cũng là những kẻ có tiếng tăm. Ai mà ngờ bọn họ lại không chịu nổi một đòn chứ? Lúc này Hồ Cửu cười lớn. Ha ha ha. Anh cười xong thì nhìn trợ lý bác. Xem kìa, một kẻ cao quý như các vị lại bị một con chó hoang như tôi cắn sao?" Hồ Cửu mở lời mỉa mai, "Thật ra không sao. Tầm mắt hạn hẹp như các người, biết phân biệt là sói hay chó chứ?" Nói ngu ngốc quả không sai, anh nói xong còn cố ý nhấn mạnh nhìn về phía xe Hồ Lâm đang ngồi. Hồ Lâm thấy một màn này thì vô cùng kinh ngạc, ông cũng không tin vào mắt mình. Làm sao đám vệ sĩ trăm tuyển ngàn chọn lại nhanh chóng ngã gục chứ? "Mày làm gì vậy hả?" muốn chết, ông ta dù sao cũng đã quen với việc mình làm việc hơn người. Lần đầu bị một tên nhãi con đè đầu, sao lại không tức giận cho được. Ông Hồ, để tôi, trợ lý bác nói xong thì nhanh chóng di chuyển. Hắn ta dù sao cũng biết chúng công phu, nếu như so ra thì có thể nói là hiếm có đối thủ. Chỉ là hôm nay hắn xui xẻo, gặp phải đối thủ mạnh. Rắc, rầm, tiếng xương gãy vang lên, đám vệ sĩ cùng Hồ Lâm hoảng hốt. Đám vệ sĩ kia cùng lắm bị đánh nặng tay một chút, hơi choáng váng, nhưng không ai bị thương nặng. Hiếu thủ tấn công chuẩn xác, không có chút sai sót. Nhưng với tên trợ lý bác này, hiếu thủ là cố ý, anh ta muốn phế đi cái tên dám sỉ nhục long chủ. Xem nào, thật đáng thương, hồ cửu nói một câu. Trợ lý bác vừa di chuyển đã bị hữu thủ nhanh chóng dùng huyết lực đá vào chân trái, vì lực đạo quá mạnh nên chân trợ lý bác xem như gãy vụng, hắn ta chịu một kích này cũng xem là đem bao nhiêu công phu phế bỏ á à, hắn ta đau đớn hét lên ánh mắt thù hận nhìn về phía hữu thủ lại nhìn thấy ánh mắt như atula của hồ cửu thì hơi dùng mình hắn có cảm giác bản thân xong đời rồi hư phản rồi mày lại dám ra tay với hồ gia hồ lâm chĩa tay về phía hồ cửu mà mắng từ trước tới giờ ông chưa từng chịu qua cảnh mất mặt như thế này ông già hở ra là hồ gia hồ ra thì sao chứ Hồ gia là cái thá gì? Tôi khinh, ông còn sỉ nhục anh Hồ Cửu tôi không khách khí với ông đâu." Hữu thủ tức giận lên tiếng. Chương 104, Long chủ hay chiến thần. Hữu thủ, đừng vội, Hồ Cửu ban đầu cũng là niệm một chút tình nghĩa ở người mẹ đã mất kia, nên mới không vội tính tới Hồ gia. Xem ra bọn họ đã không nể tình, anh cần gì suy nghĩ cho họ." "Cũng tốt, một lần giải quyết, anh từng nghĩ sau này chỉ cần họ không động vào anh, tuyệt đối anh không động vào họ." Chỉ là lần này, hồ gia kia cảm thấy bản thân quá cao quý rồi, có thể trà đạp thì trà đạp, có thể lộng hành thì lộng hành. Từ khi nào người xuất thân từ đại gia tộc thì cho mình cái đặc quyền được phép đứng trên đầu người khác mà chỉ bảo. Hồ cửu tuy thân là chiến thần, thân phận vô cùng cao quý, quyền lực trong tay cũng hơn gấp vạn lần đám người đại gia tộc. Nay lại thêm thân phận long chủ, thế lực ngầm áp đảo một phương lại càng làm cho thân phận của anh tôn quý vô cùng. Nhưng vì lăn lộn nhiều năm anh biết được mạng sống quý giá thế nào, cũng biết được dù thế nào là trân trọng, kẻ đáng chết kẻ đáng sống, anh cũng nhìn rõ trong mắt. Mà bọn người đại gia tộc, từng người một cứ thế lại ức hiếp áp bức những người yếu thế. Tôi muốn xem, một mình ông, không vệ sĩ, không tên trợ lý ngu ngốc kia. Ông làm gì được tôi?" Hồ Cửu nhìn thẳng mắt Hồ Lâm nói. Hồ Lâm tức giận đến chấn động. Ông ta nhìn xung quanh quả thực vệ sĩ cũng không còn đủ sức chống trả, mà trợ lý bác dường như bị gãy tay nằm đau đớn. Mày Mày, muốn gì? Hồ Lâm tuy trong lòng lo sợ nhưng vẫn giả vờ chấn định. Muốn, thứ tôi muốn nhiều lắm, ông cho được sao? Hồ Cửu mỉa mai cười. Anh biết rõ bọn người này từ lâu sống trong nhung lụa đã quen, cũng chỉ là có tí quyền chức, có tí tiền của, thuê vệ sĩ, thuê người làm, sau đó lại vênh mặt đi ức hiếp người. Bao nhiêu kẻ thực sự có năng lực chứ? Hừ, mày chỉ là một đứa con hoang, một đứa cháu có lai lịch đáng xấu hổ mày nghĩ mày đụng tới tao thì sẽ yên sao hồ lâm đứng thẳng người bao nhiêu khí chất uy hiếp người đều trổ ra ông ta không tin hồ cửu dám động vào ông ta tôi sẽ không động vào ông nhưng anh ta thì có hồ cửu nhìn qua hiếu thủ anh cười nhếch mép vào thẳng căn biệt thự nhật hạ mà bên ngoài hiếu thủ bận rộn xử lý đám người kia hồ cửu đứng trước cửa biệt thự cảm giác vẫn có chút lúng túng nhưng anh biết có những chuyện cần phải đối mặt anh còn chưa kịp mở cửa thì Lục Thạc đã mở cửa. "Anh, sao không vào?" Lục Thạc bất ngờ hỏi. "Anh cũng đang định, chỉ là em mở cửa trước." Hồ Cửu gái gái đầu nói. Lục Thạc cũng có chút bối rối, cô muốn cùng anh cắt đứt mọi quan hệ, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy khó tả. "Vào nhà đi." Lục Thạc dịu giọng nói. Dù sao Hồ Cửu cũng đi nhiều ngày rồi, cô biết có lẽ chuyện cô muốn chấm dứt cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này đã làm anh đả kích nhưng cô cũng không thể ép mình hơn được nữa dù sao thì anh cũng không thể đem lại cảm giác an toàn ấm áp cho cô mà cái gọi là tình cảm đã bay biến qua nhiều năm rồi giờ còn lại có lẽ là gượng gạo cùng nhau cha hồ cửu lên tiếng chào lục chỉ nhìn chàng trai trước mặt lục chỉ cũng có chút tiếc nuối thật ra nhiều năm trước lục thạc lấy anh cũng xem như là trèo cao anh khi đó phong quang vô hạn nhiều năm qua ông biết anh khổ sở cũng biết anh làm mọi thứ vì ông cùng con gái nhưng một người cha, ông không thể không ích kỷ, ít nhất là vì con gái mình, vì hạnh phúc cả đời của Lục Thạc. Chuyện hai đứa, cha đã biết, Lục Chỉ thẳng người lên tiếng. Hồ Cửu hơi khựng lại nhưng cũng ngồi phía đối diện, "Mọi thứ của con, ta cùng Lục Thạc sẽ để lại cho con. Chúng ta rất biết ơn con trong thời gian qua." Lục Chỉ tiếp tục nói, ông biết nếu để Lục Thạc nói ra sợ rằng sẽ là những câu đau lòng, ông cũng là một người đàn ông. Ông hiểu rõ nếu là người con gái mình thương yêu nói ra lời lạnh nhạt, sợ rằng không chỉ là đau lòng không thôi. Dầm, đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng động lớn, hồ cửu hơi nhíu mày. Cha, chờ con một chút, anh nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng cao lớn vững trái, lục chỉ có cảm giác mất mát, ông cảm thấy có lẽ nếu bỏ lỡ hồ cửu sẽ là mất mát to lớn của ông cùng con gái. Lục thạc, con có chắc muốn ly hôn, hồ cửu cũng xem như là người tốt lục chỉ lúc này muốn hỏi rõ con gái mình cha con biết anh ấy tốt chỉ là con đã không còn yêu anh ấy nữa có lẽ lúc đó đã không yêu lục thạc nhìn theo hướng ánh mắt của cha trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm gì đó không hay tùy con vậy lục chỉ cũng không nói nữa ông biết đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai dù sao ông cũng không thể ở với con gái cả đời cũng không thể yên tâm giao cho kẻ lông bông bên ngoài Hồ Cửu nhìn thấy Hồ Lâm đang chĩa súng vào người hữu thủ. Dùng súng, ông được quyền sao, hữu thủ cắn răng nói. Hồ Lâm luôn thủ sẵn súng trong người, luôn đề phòng bất đắc dĩ. Chỉ là súng và các vũ khí quân dụng trừ khi là người thi hành nhiệm vụ, hoặc quân nhân, nếu không dù là ai cũng không thể. Đối với đại gia tộc, nếu bọn họ cần được bảo vệ sẽ thuê những lực lượng có thể dùng vũ khí quân trang. Không thể tự tiện dùng. Hừ, nếu không có thể đối phó chúng mày sao? Hồ Lâm đắc ý nói, trợ lý bác, ổn chứ? Ông ta nhìn trợ lý bác. Hắn ta nhìn Hồ Lâm rồi gật đầu, nén đau đứng dậy. Hữu thủ đang thủ thế, chờ đợi đợt súng tiếp theo của Hồ Lâm. Hồ Cửu, tao nói cho mày biết, một là mày quỳ xuống xin tao, tự vả vào mặt, hai là tao bắn chết chúng mày. Hồ Lâm hùng hổ nói, Hồ Cửu nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Không sao chứ, anh nhìn hữu thủ, dù gì hữu thủ cũng là thuộc hạ của anh, anh không thể để hữu thủ vì chuyện ngớ ngẩn mà bị thương. Hơi chật vật, nhưng không sao, hữu thủ cười cười trả lời. Quả thật vừa rồi Hồ Lâm rút súng ra hữu thủ vô cùng bất ngờ, những là một quân nhân kinh nghiệm, anh ta có thể đoán được đường súng. Vì vậy hữu thủ cũng thành công tránh được công kích đầu tiên, nhưng vì quá bất ngờ nên anh ta vẫn hơi chật vật. Chưa kể Hồ Lâm chỉ là kẻ tay ngang tập bắn súng, nên vẫn còn vụng trong việc bắn súng trúng mục tiêu. Đoàn, âm, uhm. Tiếng động không quá lớn, nhưng với Hồ Lâm và trợ lý bác có thể nói là quá kinh khủng. chương 105, thân phận không thể lường được. Hồ Lâm ngẩn người, nhìn phía hữu thủ và hồ cửu. Phải biết rằng dù là người của đại gia tộc, nếu bất kỳ ai muốn sở hữu vũ khí đều phải qua phê duyệt nhiều bước quy định. Trên thực tế, dù là ai thì cũng rất khó sở hữu súng. Hồ Lâm nhờ quan hệ lách luật mà có thể có được một khẩu súng, người kia cũng dặn dò ông phải cẩn thận vạn bất đắc dĩ mới phải dùng đến, chỉ dùng khi bảo vệ tính mạng, lúc đó người kia mới có thể giúp ông được. Mà lúc này, tùy tính mạng ông vẫn chưa bị sao, nhưng ông ta lo lắng hữu thủ sẽ làm gì mình nên đã dùng súng. Dù sao cũng đã có người chống lưng, tốt chút tiền cũng không sao, huấn hồ trong mắt ông ta hồ cửu cùng hữu thủ chỉ là kẻ có chút thực lực làm ăn phi pháp. Hoặc là đang đầu quân cho tên đầu gấu nào đó mà thôi, nhìn tác phong của bọn họ không hề đứng đắn. Hư, mày! vậy mà cũng có súng hồ lâm ngỡ ngàng ông chẳng phải thích chơi nó sao tôi cho ông chơi đủ hồ cửu cũng không nói nhiều đoàng 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 ba phát liên tiếp nhưng là anh cố ý bắn dưới chân ông ta cùng trợ lý bác anh không có ý định bắn vào người họ dù anh hận họ nhưng cũng sẽ không dùng cách tiêu cực này ít nhất bọn họ phải nếm trải qua mùi vị thống khổ đúng là đồ ngu ngốc mày nghĩ người như mày có thể dùng súng sao mày đủ tư cách Hồ Lâm hống hách lên tiếng, xung đối với những kẻ đi đêm đã khó, nay còn trong tay đám người hồ cửu. Ông ta không lo lắng, vì bọn người thế giới ngầm hay giang hồ có súng cũng là bình thường, nhưng chỉ là dừng ở mức thanh chừng nhau. Trong khi đó Hồ Lâm là người đại gia tộc, chỉ cần ông có chuyện thì hồ cửu cũng không sống được. Đủ hay không, cũng không tới lượt ông nói. Hồ cửu nhìn Hồ Lâm, ánh mắt chán ghét hiện lên vẻ khinh thường. Hồ Lâm vẫn đứng vững, ông ta không phải không sợ ba tiếng súng kia, mà ông ta biết hồ cửu đang hù dọa. Đoàn, á, à, mày. Hồ Lâm đau đớn ôm cánh tay. Hồ cửu nhắm chuẩn bắn vào bả vai trái của ông ta, máu cứ thế tuôn ra, đau đớn muốn chết. Ừm, vẫn chuẩn, hữu thủ tấm tắc. Cậu xem đi, sau này cần mang theo súng rồi. Hồ cửu nhìn hữu thủ nhắc nhở. Vâng, súng từ miệng họ cứ như đồ chơi, hoặc đồ trang trí, nói có là có, nói mang theo là mang theo. Hồ Lâm đau đến hoa mắt, nhìn hai người hồ cửu mày hai đau thế thì nên đi viện sao nhiều lời vậy nhỉ hiếu thủ hất mặt nói chúng mày đợi đấy tao sẽ gọi người đến quá ngông cuồng hồ lâm gọi cho ai đó hiếu thủ định bước lên hành động nhưng bị hồ cửu ngắn lại tôi cũng muốn biết ai là người đã tiếp tay cho họ dùng súng thế kia thảo nào bọn người đại gia tộc lại có thể không sợ ai như vậy anh nói xong còn nhìn phía hồ cửu Tôi khuyên ông nên đi bệnh viện gấp. Chờ ông gọi xong cuộc gọi này có lẽ ông mất máu vì chết rồi, lại không nhìn thấy tôi quỳ xuống cầu xin ông. Hồ Cửu cũng nhìn Hồ Lâm nói, nói xong anh quay người vào lại biệt thự, mặc kệ mọi thứ bên ngoài. Hiếu Thủ nhìn bóng dáng của Hồ Cửu, lại thở dài không thôi. Bộ dạng kia của Hồ Cửu nếu đặt ở Bạch Thố thì tốt biết mấy, anh ta cảm thán một chút. Sau đó Hiếu Thủ quay sang nhìn Hồ Lâm, anh ta biết rõ long chủ sẽ không dễ dàng tha cho họ xem như hôm nay ông may mắn hữu thủ nói xong thì lên xe đi thẳng hồ lâm cùng trợ lý bác cũng được một nhóm người đưa vào bệnh viện trong biệt thự hồ cửu lại quay về ghế ngồi với lục thạc anh có súng lục thạc nghi ngờ hỏi ừ hồ cửu nhìn cô đáp vừa rồi là người hồ ra lục thạc nhìn thấy mọi thứ chỉ là quá hoảng sợ cô cũng không thể ra mặt mà điều chính yếu là cả hai bên đều có súng anh có biết súng là vũ khí hạn chế lục thạc căng thẳng hỏi anh biết hồ cửu cũng thành thật đáp chỉ là anh được phép dùng anh nói tiếp chấm lục thạc im lặng tuy cả hai ngồi đối diện nhưng dường như đây là khoảng cách rất xa chiếc bàn chưa tới một mét lại làm cho họ xa nhau đến vậy việc ly hôn lục thạc cuối cùng cũng lên tiếng anh đồng ý chỉ cần em thoải mái nhà xe hay bất kỳ thứ gì ở đây đều là của em nhiều năm như vậy em chịu khổ rồi em xứng đáng có nó hồ cửu dứt khoát nói anh cũng nghĩ thông suốt rồi có thể tạm xa nhau một chút cũng tốt anh cũng muốn lục thạc có cuộc sống hạnh phúc này lục thạc trong lòng hơi mất mát có chút áy náy xem như là điều kiện ly hôn đi thủ tục thế nào em cứ hoàn tất anh sẽ theo nếu em không đồng ý anh sẽ không ký tên hồ cửu dịu dàng nói anh nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã có lẽ đây là điều tốt sau chuyện vừa rồi anh cũng cảm thấy Sa Cô cũng là muốn tốt cho cô, dù sao cuộc sống của anh quá nguy hiểm. Ngày nào anh chưa làm cho đám người kia biết sợ, ngày nào mọi thứ chưa yên ổn, thế lực hắc bạch còn lẫn lộn chưa có trật tự, thì anh sợ rằng sẽ không chu toàn cho cô. Anh sẽ xây dựng một đế chế mà có thể bảo vệ tất cả mọi người anh quan tâm, lúc đó anh sẽ quay lại. Lòng anh đã quyết, Hồ Cửu nhìn Lục Thạc, thấy ánh mắt khó xử của cô. Cứ vậy đi, có chuyện gì cứ gọi anh. Hồ Cửu đứng lên định đi anh, có chỗ ở sao, lục thạc lên tiếng, có. Phía tây, anh cũng không nói rõ là chỗ nào, tôi, xin lỗi, lục thạc ấp úng nói, em không có lỗi, hồ cửu nói xong thì đi thẳng, lục thạc nhìn theo bóng lưng cương nghị của anh, cô tự lẩm bẩm mình sai rồi sao. Có lẽ mãi về sau cô mới biết mình sai lầm giường nào. Audio điện tử võ tấn bền. chương 106, dậy sóng. Trong bệnh viện, hồ lâm cùng trợ lý bác được nhanh chóng đưa vào điều trị đặc biệt hồ tiêu nghe tin hồ lâm bị thương cũng nhanh chóng đi đến thăm dò tình hình nhìn qua có vẻ như hồ tiêu quan tâm cho chúng mình thật ra hắn ta quan tâm chính là ai có can đảm dám hành hung người hồ ra còn có lòng hắn ta muốn thấy bộ dạng hồ lâm chật vật trước giờ hồ lâm luôn làm việc cẩn thận chưa lần nào hoàn toàn thất bại như hôm nay hồ tiêu vô cùng tò mò chú chuyện này hồ tiêu nhìn thấy vết thương của hồ lâm cùng trợ lý bác vô cùng bất ngờ. "Không sao." Hồ Lâm lạnh nhạt nói. Dù sao đây là lần đầu tiên ông ta thảm hại như vậy, mà còn là thảm hại dưới tay một tên giang hồ không ra gì kia. "Hồ Tiêu, sau này cháu tốt nhất an phận một chút." "Ở đây không như phương Bắc." Hồ Lâm nhíu mày dặn dò. "Chú à, có phải bị người ta dọa sợ không?" Hồ Tiêu bĩu môi vô cùng không phục, trợ lý bác nén đau, nhìn Hồ Tiêu ngu ngốc kia. "Đừng nói là ở đây loạn lạc." mà dường như ở thành phố nhỏ bọn họ không thể có bằng phương Bắc. Vài tên tép diêu có thể liều mạng với họ, bọn họ nếu không có chuẩn bị e rằng cũng không thể bảo toàn. Cậu chủ, ông Hồ đang muốn cậu cẩn thận hơn thôi. Anh là cái thá gì mà lên tiếng chứ? Hồ tiêu thẹn quá hóa giận chút lên trợ lý bác. Nếu giỏi vậy sao còn bị thương, vô dụng. Nói xong hắn ta rời đi. Tuy lời nói là hướng về trợ lý bác, nhưng mà là nói cho cả Hồ Lâm nghe thấy. Đây chính là mỉa mai ông ta. Hừ, hồ ra ta sao lại vô phúc vậy chứ hồ lâm tức giận nhìn theo bóng hồ tiêu thiếu ra chỉ là ngựa non háo đá trợ lý bác cũng chỉ biết nói lời xóa dịu nó cứ như thế sẽ có ngày ta bất lực hồ lâm lắc lắc đầu sau đó ông ta chợt nhớ gì đó nhanh cầm điện thoại gọi cho ai đó ngài thẩm ngài xem chuyện lúc nãy tôi nói qua hồ lâm nói bằng giọng nịnh ngọt hiển nhiên đầu dây bên kia chắc chắn là kẻ có quyền lực cao hơn ông ta rất nhiều ông hồ tôi giúp ông vì nể tình thân sơ khi trước. Hiện tại ông xem, rắc rối ông đem tới là nhỏ sao. Nếu có người biết thì làm thế nào? Thẩm Lương, người phụ trách quân danh số 6 lên tiếng trách móc. Hắn ta cũng là người cấp súng cho Hồ Lâm, chuyện Hồ Lâm dùng súng tự vệ thực ra cũng không có gì to tát, chỉ là Thẩm Lương muốn nhân lúc này kiếm thêm một chút. Vâng, ngài nói phải, là tôi hồ đồ. Còn có, tên nhãi nhép kia cũng có súng. Ngài, đương nhiên tôi vẫn luôn là người biết điều giọng hồ lâm vâng dạ lễ phép lại thêm chút tự trách làm cho thẩm lương ở bên kia khá hài lòng được rồi tôi sẽ cho người tới giúp ông nên nhớ chuyện này thẩm lương ẩn ý nhấn mạnh đây là muốn hồ lâm nhớ biết điều mà mang quả đến còn ông ta cũng sẽ cho người đến xử lý việc cảm ơn ngài hồ lâm tôi vô cùng biết ơn ngài hồ lâm chỉ có thể chấp nhận yêu cầu mà bên này vinh y tiếu cùng trần giai linh vô cùng vui vẻ Họ cảm thấy vận số của họ không tệ. Hồ Lâm nhiều ngày ở thành phố ra không có kết quả, bọn họ vừa tới đã có thể được diện kiến với chiến thần. Đây cũng xem như hồ gia của bọn họ xui xẻo rồi. Gia Linh, em xem, vị chiến thần kia thực sự quá mức dễ gần. Gia tộc chúng ta phen này có thể một bước lên mây. Vinh Y Tiếu cười không khép được miệng, cũng xem như chúng ta may mắn. Chỉ là, đã kiểm tra kỹ rồi chứ? Vị kia có thực sự là chiến thần? Trần Giai Linh tuy không biết vấn đề từ đâu nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Cứ xem như kia là giác quan phụ nữ. Em yên tâm đi. Vinh gia đã tra kỹ càng, đặc điểm chiến thần với người kia vô cùng giống. Chưa kể, quả thực chiến thần đang ở thành phố gia, Mà ngài ấy chẳng phải còn gọi được cả quân đội đến giúp chúng ta sao? Nếu không em nghĩ ai có đủ năng lực đó chứ? Vinh y tiếu cảm thấy Trần Giai Linh lo lắng thừa rồi nghĩ đi nghĩ lại trần gia linh cũng cảm thấy lời của vinh y tiếu không sai nếu hắn ta không phải chiến thần thì sao có thể có khối tài sản lớn thế kia còn có quân đội hộ tống quả thực điều này không sai liên hệ ngài ấy rồi chứ trần gia linh nhắc nhở tất nhiên rồi vinh y tiếu đắc y nói cơ hội có thể làm thân với chiến thần không nhiều nếu không tận dụng thì khi nào chứ còn chờ người ta cướp trên tay sao tối nay chuẩn bị cẩn thận dù sao ngài ấy cũng là người có thân phận cao quý nhất Đông Uy, đừng thất lễ. Trần Giai Linh dặn dò thêm, chỉ là cô ta có cảm giác ác cảm với vị chiến thần này, theo như lời mọi người đồn, chiến thần lạnh lùng, cả người sát khí. Nhưng biển trai cùng khí chất bất phàm. Còn vị chiến thần họ gặp lại không có khí chất gì đó, chỉ có gương mặt dễ nhìn mà thôi. Đi thôi, chúng ta cần tự ta chọn quà, vậy mới tỏ rõ thành ý. Trần Giai Linh nhanh chóng lôi kéo Vinh Y Tiếu đi ra ngoài dù sao cũng là kết giao mở rộng quan hệ, quà cáp là chuyện không thể thiếu, mà tự tay chọn mới làm người ta trân trọng hơn. chương 107, Chiến thần phách Trần Giai Linh cùng Vinh Y Tiếu đến khu trung tâm mua sắm xa xỉ nhất ở thành phố Gia. Vồn chiến thần đã là một thế lực quyền quý, nếu tặng phẩm bình thường cũng không thể lọt vào mắt ngài được. Nghĩ vậy Trần Giai Linh chợt trầm ngâm. Y Tiếu, chúng ta mua chút đồ để dự tiệc tối. Còn có quà của chiến thần có lẽ nên đặc biệt chút, đặc biệt vinh y tiếu chưa hiểu ý trần giai linh trần giai linh nhìn khu vực bán trang phụ nam trong đầu cô như lóe lên suy nghĩ anh nói xem chiến thần nhiều năm qua vẫn mai danh ẩn tích tại sao về thành phố ra lại phơi bày thân phận cái này có thể là thời bình cũng không cần giấu vinh y tiếu không hiểu ý trần giai linh có nghĩa là anh ta có chuyện cần dùng thân phận quả bằng vật chất không thể thiếu nhưng nếu có món quà ý nghĩa ví dụ như giải quyết vấn đề khó khăn của anh ta có phải sẽ, sẽ xem như chúng ta có ơn với anh ta, Vinh Y Tiếu tiếp lời, hoặc ít nhất cũng là thân càng thêm thân, hắn ta nhíu nhíu mày nghĩ, Trần Giai Linh cười cười, cũng không nói tiếp. Dù sao cô suy nghĩ còn hơn thế, làm người phụ nữ của chiến thần cũng là một cách. Không nhất thiết là vợ, có thể là tình nhân, chỉ cần là người của chiến thần, ít nhất lợi ích cô ta đạt được không ít. Chỉ là Trần Giai Linh không nói thành lời, ánh mắt lóe lên tia tính toán anh xem bộ này rất hợp với anh. Trần Giai Linh dịu dàng ướm thử áo sơ mi tím lên người Vinh Y Tiếu. Hắn ta nhìn dáng vẻ Trần Giai Linh thì càng thêm đắc ý. Em cũng nên chọn một bộ. Hắn nắm tay cô ta rồi nói. Trần Giai Linh cười nhếch môi, gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn. Nhìn người con gái trước mặt, Vinh Y Tiếu cũng chợt có chút cảm giác thành tựu, vợ đẹp, quan hệ tốt, lại sắp tiến thêm một bước quyền lực. Hắn cũng hơi đắc ý, nhưng chợt hắn nhớ tới một chuyện, hắn là đàn ông, cảm giác có một người vợ như thế cũng xem là thành tựu. Mà chuyện có nhân tình trong giới thượng lưu không hiếm gì. Như vậy nếu chiến thần bên kia có tình thân, mà người đó là người của mình thì không tốt sao? Chợt hắn lóe lên một ý. Cả hai đều không biết bản thân đều có chủ ý giống nhau, chỉ là cách thức khác nhau mà thôi. Vinh Y Tiếu còn đang tính toán làm sao liên hệ Vinh ra để em họ của mình là Vinh Thúy Hà dù sao chi thứ hai cũng không tiếng tăm gì, có thể được người khác để mắt đã là phước của bọn họ. Nghĩ vậy nụ cười của hắn càng sâu, còn Trần Giai Linh càng nghĩ càng thấy bản thân không thua kém, chỉ cần chiến thần muốn thì cuộc đổi chát này vẫn có thể. Cuống hồ danh vị chiến thần không phải là nhỏ, chuyện lộ ra người sợ hãi nhất ảnh hưởng nhất chính là cái vị chiến thần này. Bọn họ cứ thế mỗi người ôm một suy nghĩ mà đi dạo quanh khu mua sắm. Rất nhanh, buổi tối đã đến vị tự xưng chiến thần cùng một đám vệ sĩ áo đen xuất hiện ở trước cửa khu resort Bạch Ngọc. Chủ nhân của khu resort này cũng là chủ nhân ở khách sạn Bạch Ngọc trung tâm thành phố Gia. Có thể nói tối hôm nay là lần đầu tiên các đại gia tộc phương Bắc cùng một số kẻ có thân thế ở thành phố Gia tụ họp. Người chủ trì chính là Vinh Gia cùng Trần Gia, khách mời dưới 50 người, vì thân phận chiến thần có chút đặc thù nên bọn họ cũng không dám phô trương. Mà chủ khu Bạch Ngọc chính là Lâm Sảnh Nhi, Bà ta có họ hàng xa với Lâm Thái Thành gia chủ Lâm gia. Tất nhiên tối nay cha con Lâm Thái Thành cùng Lâm Kỳ An cũng có mặt. Đám người đứng đầu các gia tộc lớn đang vô cùng hồi hộp, bọn họ rất muốn nhìn thấy chiến thần trong truyền thuyết. Nếu có thể đạt được mối quan hệ tốt thì càng có lợi cho bọn họ. Đêm nay có thể được diện kiến chiến thần, có lẽ cũng nhờ ơn Vinh gia cùng Trần gia. Xem đi, Trần tiểu thư Cùn Vinh thiếu đúng là một cặp trời sinh, hợp lực lại có thể mời được chiến thần. Chúng ta xem ra nên tận dụng tài nguyên mà lấy lòng bọn họ một chút, ngày sau còn chưa biết có thể dự tiệc chung hay không. Đúng, đúng. Mọi người đều nhìn về phía Vinh Y Tiếu cùng Trần Gia Linh mà bàn tán, ánh mắt bọn họ không hâm mộ cũng là thán phục, thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt đố kỵ. Nhưng với hai người Trần Gia Linh cùng Vinh Y Tiếu thì mọi ánh mắt tối hôm nay chính là sự tán thưởng. Trần tiểu thư, Vinh thiếu gia, ngài ấy đến rồi." Một tên vệ sĩ nhanh chóng nói nhỏ với cả hai. "Đi." chúng ta phải đi đón ngài ấy. Trần Giai Linh một thân sườn xám đen đính lưu ly dưới ánh đèn càng vô cùng chói mắt. Bộ y phục xẻ cao lên đùi, khoe đôi chân trắng nõn nà không tì vết, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, tay cầm quạt nhẹ phe phẩy. Khí chất quyến rũ cùng thần thái cao sang của Trần Giai Linh như được phô bày tất cả. Cô ta không phải là muốn làm cho Vinh Y Tiếu đẹp mặt, mà điều cô ta muốn chính là làm chiến thần để mắt. Chiến thần tới rồi, mọi người cùng chúng tôi cùng ra ngoài nghênh đón ngài ấy nào. Vinh Y Tiếu nắm tay Trần Giai Linh, vẻ mặt đắc y nói. Mọi người nghe vậy thì liền ồ lên, ai ai cũng nhanh chóng chỉnh chu bản thân, hướng phía cửa mà chờ đợi. Không phụ lòng bọn họ, một thân ảnh cao lớn, theo sau là hơn 30 tên vệ sĩ áo đen, nhìn đoàn người khí thế bước vào. Vị tự xưng là chiến thần kia được bảo vệ ở giữa, cứ như là diễn viên hạng A được bảo vệ khỏi phen cuồng. Hắn ta đeo mắt kính đen khổ lớn che nửa mặt, một thân quân phục hùng hổ đi vào. Mọi người ở đây chưa ai thấy qua chiến thần kia, nên thấy một đoàn khí thế như thế lại dựa vào uy tín vinh gia cùng trần gia, bọn họ nhận định kia chắc chắn là chiến thần. Chiến thần, chúng tôi xin cúi đầu chào ngài, vinh y tiếu dẫn đầu cúi người chào. Trần gia linh nở nụ cười e thẹn, dùng quạt che bớt rồi cúi đầu trang nhã tỏ ý chào hỏi kính trọng. Đám người kia cũng nhao nhao làm theo. Không cần, cứ thoải mái đi, giọng nói trầm thấp của chiến thần vang lên, mọi người lại thoải mái hơn một chút, về trạng thái bình thường. Chúng tôi rất vinh dự khi mời được ngài tới dự buổi tiệc thân mật này. Trần Giai Linh hơi cúi người, xòe quạt che đi một phần mặt, lịch sự cùng thanh tao nói. Cô ta không quên để lại ánh mắt ngưỡng mộ thấy rõ, vị chiến thần kia nhìn thấy một màn cũng vô cùng kích động. Nhưng hắn ta nhanh chóng điều chỉnh thái độ, trở về bộ dạng không có gì. Trần Tiểu Thư khách khí. Nào, nhập tiệc đi đừng quá câu nệ chỉ cần chờ một câu này mọi người đều vô cùng thoải mái vinh y tiểu nhanh chóng nâng ly mời vị chiến thần kia một ly rượu ánh mắt tỏ rõ như có gì muốn nói vinh thiếu có gì khó nói chăng người kia nhanh chóng nhận ra qua ánh mắt của vinh y thiếu trần giai linh cũng theo tầm mắt chiến thần mà nhìn lại vinh y thiếu hắn ta lúng túng rồi cười nói chuyện của đàn ông nhiều khi nói ở đây không tiện có gì không thể, chiến thần là ai chứ? Y tiếu, có gì cứ nói, em tin ngài ấy sẽ không câu nệ. Dù sao, trước giờ đều có tin đồn, chiến thần không câu nệ tiểu tiếc, huống chi khí khái này làm sao có thể vì việc chuyện ngớ ngẩn mà chấp nhặt Trần Giai Linh có dự cảm Vinh Y Tiếu muốn làm gì đó sau lưng cô ta. Cô ta nhanh chóng chặn trước một bước. chương 108, Hồ Gia làm loạn. Vị chiến thần kia nhìn đám người đại gia tộc, rồi đến những kẻ đứng đầu các gia tộc lớn thành phố ra vây xung quanh xung xoe nịnh hót mình thì vô cùng hài lòng. Hắn ta thầm cảm ơn vị chiến thần thật kia chưa bao giờ lộ mặt, nên hắn mới có cơ hội như thế này. Chưa kể, đại gia tộc bí ẩn kia chính là người đầu tiên tìm đến hắn, cũng chính là bọn họ muốn hắn giả làm chiến thần. Đám người bọn họ sẽ lo mọi sự, còn vui chơi thế nào tuy hắn ta. Có chuyện tốt như thế trình vũ hắn sao lại có thể dại dột mà từ chối chứ? trần tiểu thư có vẻ quá nhạy cảm rồi chuyện đàn ông của vinh thiếu có lẽ là chuyện mà đàn ông muốn nói với nhau tỷ như chuyện làm sao để làm phụ nữ vui vẻ hơn trình vũ cười gian manh nói trần giai linh nghe thấy vậy thì hơi đỏ mặt cô ta dùng quạt lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía trình vũ một cách kín đáo trình vũ chỉ xuất thân một gia đình tầm tầm xem như lăn lộn cũng có chút tiền hắn chuyên gia lừa đảo lừa tình lừa tiền các cô gái trẻ người non dạ đến các bà già sồn sồn vì vậy nhìn vẻ mặt đoán ý là sở trường của hắn, mà nhìn thái độ phụ nữ thì hắn có thể ngay lập tức nhận ra ngay họ muốn gì. Trần Tiểu Thư, tôi có thể mạn phép nhờ người đẹp lấy giúp tôi một ly cốc tai vị ngọt hơn không? Cái này quá chát rồi. Trình Vũ dơ ra ly rượu màu vàng, có chút bất đắc dĩ. Vinh hạnh, Trần Giai Linh nhận ly rượu từ tay Trình Vũ, cũng không quên dùng ngón tay của mình như vô tình lướt qua tay hắn. Trình Vũ cảm nhận được cảm giác mát lạnh từ ngón tay Trần Giai Linh truyền đến hắn mỉm cười như ý nguyện. Chuyện đề cử, ông xã Hắc Đạo, kế hoạch đưa vợ yêu về nhà, nhìn thấy Trần Giai Linh đi, Vinh Y Tiếu nhíu mày rồi cười nói nhỏ với Trình Vũ. Ngài xem, từ lúc biết ngài tôi thấy bên cạnh ngài còn thiếu người hầu hạ. Vinh ra tôi cũng không có gì đặc biệt, cô em họ Vinh Thúy Hà kia của tôi cũng xem như có tiếng tăm. Nhan sắc có thể gọi là khá chuẩn. Mà cái khoản phục vụ thì... Nói đến đây Vinh Y Tiếu dừng lại, cười ẩn ý thăm dò Trình Vũ, hắn ta muốn biết chiến thần có thái độ thế nào với việc này. Dù sao cũng không nên quá lộ liếu, rất dễ gây phản cảm. Nếu có thể hắn thực sự muốn lột sạch đồ vinh thúy hà, rồi dâng thẳng lên giường chiến thần. Cái này, có vẻ không tốt lắm, trình vũ bày ra bộ dạng nghiêm túc. Vinh y tiếu hơi căng thẳng, cảm thấy có phải chiến thần không hài lòng. Thầm nghĩ không ổn, nhưng cuộc nói chuyện không thể quá dài, những người khác còn muốn tìm chút quan hệ với vị chiến thần này hắn cũng không thể độc chiếm nói chuyện một mình được, quy tắc cư xử giới thượng lưu không phải để phá bỏ. Chỉ vì Vinh ra cùng Trần gia cao nhất ở đây, những người kia còn chút khách khí mà chờ đợi. Chiến thần, ngài, có thể suy nghĩ một chút. Vinh ra không cầu cho Vinh Thúy Hà danh phận gì. Chỉ là muốn, được san sẻ cùng ngài, mà phục vụ ngài xem như vinh hạnh của Vinh ra. Vinh y tiếu nhanh chóng nói rõ. Trình Vũ nghe xong thì hơi nhếch miệng, bộ dạng khá hài lòng. Sau tiệc tối, cậu có thể gặp thuộc hạ thân tín của tôi chúng ta sẽ nói rõ chuyện này trình vũ nhấn mạnh hắn ta chỉ là làm bộ làm sao lại không nhận thịnh tình của đám giả dối này còn không phải xem hắn như chiến thần thật sự mà đối đãi sao hắn ta càng cảm thán không biết vị chiến thần thật sự kia là ai sao lại ngu ngốc ẩn danh làm gì chứ biết bao điều tốt đổ vào đầu mà không biết hưởng à nha vinh y tiếu đạt được mục đích mừng muốn phát điên cuối cùng cũng buông chiến thần, đám người gia tộc khác cứ thế lần lượt tiếp chuyện, muốn mượn chút quan hệ. Trần Giai Linh một hồi quan sát, cũng tìm thời cơ thuận lợi đưa ly cốc tai cho Trình Vũ. Ngại quá, chiến thần có dặn dò muốn uống chút cốc tai giải nhiệt. Mọi người xem chờ một chút cho ngài ấy nghỉ ngơi nha. Khéo léo để Trình Vũ nói chuyện riêng với mình, làm bọn người kia phải tiếp tục chờ đợi. Dù sao cũng là chiến thần muốn uống chút nước, không thể làm phiền. Chiến thần, mời ngài ra ngoài một chút cho thoáng ngài xem trần giai linh dùng quạt tre đi khẩu hình miệng cũng chỉ có trình vũ nghe cô ta nói gì mà những người khác kể cả vinh y tiếu cũng chỉ thấy như trần giai linh giữ khoảng cách với vị chiến thần kia trình vũ nhíu mày nhìn nhìn xung quanh cảm thấy trần giai linh đây là muốn cùng mình nói chuyện riêng một chút người đẹp ngỏ lời không nên từ chối hắn ta vui vẻ nói giai linh chờ ngài ở vườn cây phía sau nói xong cô ta nhanh chóng rời đi về bên cạnh vinh y tiếu trình vũ nhìn qua cửa kính vườn sau kia vô cùng rậm rạp hiện tại cũng đã tối mà vinh ra cùng trần ra bao nguyên khu này chỉ để đón tiếp chiến thần là hắn vì vậy vườn sau cũng không có mở đèn mà ở đó còn có một số phòng dạng bangalow dành cho những khách muốn trải nghiệm xem ra chờ hắn có lẽ là điều thú vị thật ra trần giai linh đã sớm chuẩn bị âm thầm thuê cả khu phòng bangalow cô ta cũng chỉ muốn không ai thấy để đạt thành thỏa thuận với chiến thần dù sao chỗ bàn bạc thỏa thuận có hơi khác một chút mới có thể tạo ra cảm giác chờ đợi y tiếu lúc nãy chiến thần nói gì với anh trần giai linh nhẹ nhàng hỏi đạt thành một số lợi ích cho chúng ta ngài nói sẽ gặp anh bàn thêm vinh y tiếu cười cười nói chung chung trần giai linh cũng không nói gì lúc nãy rượu dính vào váy rồi em cần ra ngoài tìm đồ thay anh chủ trì được chứ Trần Giai Linh tìm cớ, Vinh Y Tiếu nghe vậy thì mừng thầm. Được, em đi đi. Từ từ thôi, đừng gấp, Vinh Y Tiếu tỏ ra bộ dạng lo lắng. Ừm, anh tiếp khách đi, nói xong Trần Gia Linh rời bước đi khỏi phòng tiệc, mà lúc này Trình Vũ thấy Trần Giai Linh đi cũng cười mỉm nhìn theo. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ, sau đó cũng đi ra ngoài. Vinh Thiếu, chiến thần đang có cuộc gọi xử lý. Có lẽ là một chút chuyện tối mật, ngài ấy sẽ quay lại ngay thuộc hạ của Trình Vũ nói nhỏ với Vinh Y Tiếu. Được được, tôi chờ ngài ấy, hắn ta cười như nở hoa. Vừa lúc Trình Vũ cùng Trần Giai Linh đi khỏi, Vinh Y Tiếu còn đang mơ mộng với thành quả của mình. Ồ, Vinh Thiếu, dường như cậu quên mất vài vị khách quan trọng, nhỉ? Giọng nói Hồ Lâm khá lớn, tuy không làm cho cả phòng tiệc nghe thấy, nhưng một số người đừng gần Vinh Y Tiếu cũng có thể nghe rõ. Hắn nhíu mày nhìn Hồ Lâm. Quả thực hắn không muốn mời Hồ Lâm, hồ ra bên kia còn có hồ tiêu quá cản rõ bọn họ là người tìm thấy chiến thần sao lại phải mời hồ ra chứ hồ lâm tới đây trước bọn họ vô dụng không tìm ra người thế nào lại đến đây bắt bẻ ông hồ xem nào nói gì thế cậu làm kiểu gì vậy thiếp mời hồ ra chẳng phải đưa tới rồi sao vinh y tiếu giả vờ trách mắng thuộc hạ trước mặt mọi người vinh thiếu kia cậu dặn dò mời người đứng đầu gia tộc sao tôi thực sự có gửi đi rồi là Hồ Gia ở phương Bắc, mà người đứng đầu vẫn là Hồ Bách Nhân, cùng các trưởng lão Hồ Gia. Tên thuộc hạ nhanh chóng giả vờ ấp úng, đây là muốn làm gì? Chính là chê Hồ Lâm không đủ tư cách. chương 109, đều bị lừa đảo. Hồ Lâm biết Vinh Y Tiếu chính là muốn mình bẽ mặt trước mọi người, cũng là cách dìm Hồ Gia xuống đáy. Vinh Thiếu, dường như cậu quên Hồ Tiêu cũng là đại diện Hồ Gia. Hay là muốn nói là cậu coi thường Hồ Gia chúng tôi? Hồ Lâm nhíu mày nói, quả thật vinh thiếu, Trần Tiểu Thư chính là đại diện gia tộc bọn họ, Hồ Tiêu cứ xem như là kẻ vô dụng, nhưng vẫn là đại diện Hồ gia. Kia, ông Hồ, ông nói gì thế? Hồ Tiêu chẳng phải còn nằm viện, tôi đây là quan tâm mọi người. Sao có thể nói là coi thường, chính là quan tâm. Vinh Y Tiếu cười trừ nhìn Hồ Lâm, cậu xem đi, ngu ngốc. Ông Hồ cùng Hồ Thiếu đều ở thành phố gia, sao lại đi một vòng lớn như vậy? đều tại cậu làm việc thất trách vinh y tiếu quát thuộc hạ nhưng lại xem như chẳng có gì ông hồ đến cũng đến rồi xem như vinh y tiếu tôi làm việc quá nguyên tắc thiếu linh hoạt ông đừng giận vinh y tiếu bày ra bộ dạng bất đắc dĩ đây là muốn gì chính là nói hồ lâm không xứng vẫn là không xứng chỉ là nên linh hoạt để hồ lâm tham gia ông ta tức đến đỏ mặt nhưng phải nhịn dù sao đây là tiệc bọn họ tổ chức chào đón chiến thần nếu ông ta làm loạn thật thì có thể gây đến phiền toái chọc cho vị chiến thần kia không vui cũng không có chỗ tốt xem như vì lợi ích gia tộc ông mặt dày làm vị khách không mời mà tới vinh y tiếu nhìn hồ lâm nén giận cảm giác vô cùng thoải mái nhiều lần hắn ta cũng ăn thiệt dưới tay hồ lâm nay có cơ hội châm chọc hắn ta không tận lực mỉa mai cũng vì là tiệc chào đón chiến thần nếu không hắn tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này xin hỏi vinh thiếu vị chiến thần tôi cũng muốn diện kiến ngài ấy. Nếu không lại là thất lễ, Hồ Lâm nghiêm túc hói. Lý do này làm Vinh Y Tiếu cũng không thể từ chối. Người ta là muốn lễ phép với chiến thần, hắn ngăn cản còn không phải là rước họa, mà lại làm mọi người nghĩ hắn chèn ép. À, chiến thần vừa rồi đã xử lý chút việc, lát nữa sẽ quay lại. Tôi sẽ giúp ông giới thiệu một chút, Vinh Y Tiếu cười nói, trong lòng lại đang gấp gáp muốn đẩy nhanh kế hoạch của mình, tuyệt đối không cho hồ ra cơ hội làm gì. Ô, tôi sẽ đợi. Hồ Lâm nhìn một vòng. Quả thật không có, chiến thần, tuy ông ta chưa từng gặp qua, nhưng nhìn biểu cảm cùng thái độ của mọi người, ông ta biết Vinh Y Tiếu không gạt mình. Mà lúc này, mọi người còn đang bàn bạc xem làm sao để kéo gần quan hệ với chiến thần. Thì hồ cửu ở khu căn cứ phía Tây đã nắm được mọi thông tin, bao gồm cả vị chiến thần phách kia. Chiến thần là danh xưng mà ai cũng dám nhận sao, thật to gan. Túc Chi tức giận mắng, ngài ra lệnh đi, chúng tôi sẽ xông vào đó cho tên giả mạo kia biết thế nào là chiến thần. Lão Lý hăng hái nhất, hữu thủ nhìn mọi người, lại suy nghĩ một chút, không cần. Chẳng phải bọn người kia đang bị hắn lừa, chúng ta cứ chờ kịch hay thôi. Hồ Cửu nhìn hữu thủ mỉm cười gật đầu. Có chút tiến bộ, hữu thủ nghe vậy thì gãi gãi đầu, cảm thấy có chút thành tựu. Nhưng uy danh của chiến thần sẽ bị ô uế. thanh ngũ nhíu mày không đồng ý mọi người quên điểm mấu chốt rồi có sự nhúng tay của bọn người gia tộc thần bí kia hồ cửu cười nói mọi người nhìn nhau hơi mơ hồ họ là muốn chiến thần thật ra mặt tên chiến thần giả kia chỉ là con tốt thí mà thôi lão lý chợt hiểu ra hồ cửu cùng hữu thủ gật đầu nhưng uy danh của ngài sẽ bị ảnh hưởng túc chỉ lo lắng nói các cậu ngốc còn không nhận chiến thần là bảo mật còn tên giả mạo kia xem như bẫy chuột đi Đám chuột tham ăn thì phải chết. Mọi người lại lần nữa nhìn nhau. "Long chủ, ngài, Hữu thủ cũng không gọi Hồ Cửu là chiến thần nữa." "Đúng, tôi là Long chủ." "Vậy chiến thần kia, liên quan gì tôi?" Hoặc cứ cho chiến thần bị ô uế, lão già phía trên kia cũng không ngồi im. Có lẽ gia tộc bí ẩn này đang có chuyện gì khá gấp gáp. Nếu không cũng không đánh cược như vậy. Hồ Cửu mỉm cười nói, "Túc Trì, cậu có thiệp mời?" Hồ Cửu chợt hỏi vâng họ có gửi một thiệp mời túc trì thành thật đáp tôi với cậu thử đến xem nào tôi muốn xem bọn họ dùng người thế nào để giả danh chiến thần anh cười cười nói thực sự anh khá tò mò về kẻ có đủ can đảm giả danh chiến thần kia nói xong anh đi ra ngoài túc trì nhanh chóng đi theo mọi người nhìn theo cả hai có cảm giác vô cùng bất đắc dĩ họ cũng tò mò nha không thể đưa họ đi cùng sao giải tán ai về nhà nấy ai làm việc nấy Hiếu thủ xua xua tay thở dài, mọi người liếc anh ta. Hiếu thủ rụt cổ co chân bỏ chạy, thật may nha, lúc nào anh ta cũng là người dọn tàn cuộc. Tại khu phòng bungalow trong vườn cây khu resort Bạch Ngọc, một gian phòng bungalow nằm sâu trong giữa khu vườn đang sáng đèn. "Trần tiểu thư, đợi lâu sao?" Trình Vũ mở cửa phòng thấy bóng dáng Trần Giai Linh chờ sẵn thì cười nói. "Đợi ngài, đáng giá." Ánh mắt cô ta sáng lên. Trình Vũ là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp hắn rất biết nắm bắt tâm lý đối phương, mà là phụ nữ thì càng dễ dàng. Trần Giai Linh cũng không phải kẻ dễ đối phó, chỉ là cô ta mặc định trình vũ chính là chiến thần. Cho nên chỉ chăm chăm tìm cách đạt được mục đích, vì vậy càng dễ lọt vào bẫy của hắn ta. Trần Tiểu Thư hẹn tôi ở đây, là chuyện gì khó nói. Trình Vũ giả vờ không hiểu, cũng không tỏ ra dài dòng. Trực tiếp hỏi Trần Giai Linh. Thật ra, tôi luôn ngưỡng mộ chiến thần từ lâu. Nay được gặp ngài, Muốn riêng tư gặp ngài để thỏa lòng mong mỏi Trần Giai Linh trưng ra thần sắc miến mộ Nhưng cô ta vẫn giữ khoảng cách với Trình Vũ Ồ, Vinh Dự Tôi có nghe nói qua Trần Gia gặp khó khăn trong việc đạt phiếu tín nhiệm Ở chỗ đám lão xã hội đồng Trình Vũ ngồi xuống ghế đối diện Trần Giai Linh Hắn ta nắm rõ vấn đề từng gia tộc trong tay Cũng không phải hắn tài giỏi Mà do người thuê hắn đóng giả chiến thần Đã yêu cầu hắn đọc và học thuộc Còn cho hắn đặc quyền dù bọn người này cho gì cũng nhận, càng khuếch đại tên tuổi chiến thần nhận lợi ích từ bọn người đại gia tộc, thì hắn càng được nhiều tiền. Tốt thôi, lừa đảo là nghề của hắn. Hưởng thụ cũng là bản chất của hắn. Tay Trần Giai Linh run lên, đây là... Ý ngài. Tôi có thể có ý gì chứ? Trình Vũ ngắt lời cô ta. chương 110, ngu ngốc mất tất cả. Trần Giai Linh nắm chặt tay, cảm giác bản thân thật quá tự tin khi đứng trước người này. Trình Vũ bày ra bộ dạng không sao cả, thể hiện phong thái ung dung nhưng ánh mắt hắn ta không ngừng quan sát thần sắc trần giai linh vốn dĩ trần tiểu thư là hôn thê của vinh thiếu lẽ ra không nên ngưỡng mộ kẻ thô thiển như tôi thì hơn trình vũ vừa nói vừa bày ra bộ dạng đáng tiếc nghe vậy trần giai linh hoảng hốt muốn nói gì đó lại thôi nếu trần tiểu thư hẹn tôi chỉ để nói là mến mộ tôi vậy thì tôi cảm ơn cô nếu không còn việc gì tôi nên đi rồi đúng không trình vũ cười bí hiểm rồi đứng dậy hắn ta làm động tác muốn đi nhưng lại thêm chút tiểu xảo làm cho trần gia linh nghĩ rằng hắn đang tiếc nuối cô chiến thần ngài tôi chưa nói xong trần gia linh hoảng hốt lên tiếng vẫn còn gì sao trình vũ lạnh nhạt hỏi cảm giác vừa bắt được biểu cảm tiếc nuối của chiến thần lại sau đó bị lạnh nhạt trần Giai linh cảm giác đây là cơ hội hiếm có nếu không níu giữ sẽ tuột mất thật ra dù tôi là hôn thê, kể cả là vợ của Vinh Y Tiếu. Chúng ta, chúng ta Trần Gia linh ấp úng khó nói thành lời. Dù gì cô ta cũng là một tiểu thư danh giá, lại là dòng chính của Trần gia, nói cô ta đi làm tình nhân người khác, làm sao có thể? Nhưng chiến thần là ai chứ? Nếu có thể làm tình nhân của ngài ấy chỉ cần là một lần thì đừng nói đến lợi ích, vinh quang gia tộc sẽ tăng lên gấp bội. Chưa kể chiến thần trước giờ được biết đến là một người nói lời giữ lời chỉ cần ngài ấy muốn thì dù chuyện gì cũng sẽ thực hiện được. Lời ngài ấy hứa luôn được thực hiện, giai thoại về chiến thần trong lòng mọi người là truyền kỳ. Dù tên hôn phu vinh y tiếu biết được thì sao chứ? Cũng cắn răng mà chấp nhận, thậm chí tôn thờ trần giai linh ấy chứ. Chưa kể chỉ cần có con với vị chiến thần kia, điều này chắc chắn lợi mà không hại. Chúng ta vẫn có thể, chỉ cần ngài đồng ý, tôi không cần thân phận, Trần Giai Linh mím môi, dù sao trước giờ cô ta chưa từng chủ động. Hôn nhân gia tộc là sắp đặt, nên bản thân cô ta cũng hiểu, tình cảm là thứ phù phiếm. Vì vậy nhiều năm qua cô ta luôn được người người săn đón, chưa từng mở lời chủ động với ai. Kể cả vị hôn phu Vinh Y Tiếu kia, hắn ta cũng phải săn đón chiều theo ý cô ta. Mặc dù Vinh Y Tiếu cũng không hẳn có tình cảm với Trần Giai Linh, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông, chuyện có thể chiều chuộng nâng niu người phụ nữ của mình điều dĩ nhiên hắn có thể làm được. Mà Trần Giai Linh là ai chứ? Sao lại không hiểu điều này được? Vậy dùng bản thân đổi lấy một đời vinh quang, không tốt sao? Trần Tiểu Thư à, cô nên suy nghĩ cho kỹ. Tôi chắc chắn không cho cô được thứ gì. Trình Vũ nói xong mở cửa đi ra ngoài. Con đường dẫn ra khỏi khu vườn vô cùng tối, chỉ có ánh đèn mờ ảo, vì thiết kế theo phong cách trải nghiệm. Cho nên đây là khu đất đỏ, mà Trần Giai Linh không muốn ai biết chuyện mình hẹn riêng chiến thần đã mạnh tay chi tiền bao luôn cả khu này chiến thần ngài trần giai linh nhìn thấy trình vũ đi thi hoảng hốt chạy theo chỉ là đoạn đường khá tối váy xẻ tà khá cao mà đôi cao gót kia cũng không dễ đi trần giai linh nhanh chóng đuổi theo nên bị vấp ngã chiến thần đau giọng nói nũng nịu cũng chút dịu dàng làm cho trình vũ dừng lại trình vũ quay lại nhìn thấy một cô gái xinh đẹp làn da trắng nõn chiếc sườn xám xẻ cao bị rách toạc lộ ra đôi chân miên man theo đường xẻ nhìn lên theo trình vũ như nhìn thấy nội y bên trong của trần gia linh hắn nuốt ực một chút cảm giác cả người hơi nhộn nhạo chiến thần em đồng ý dù là người tình trong bóng tối em cũng chấp nhận trần gia linh hơi thút thiết nói bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu trình vũ cũng không định lừa sắc cô ta chỉ là cô ta tự dâng tới hắn biết sớm muộn thân phận cũng sẽ bị bịa lộ chủ yếu hắn muốn tìm một khoản tiền kha khá sau đó trốn ra nước ngoài không bị ai bắt được là tốt rồi tôi nhắc lại tôi không cho trần tiểu thư được điều gì trình vũ gian manh nở nụ cười vì trời nhá nhem trần giai linh chỉ thấy trình vũ cười cho rằng vị chiến thần này đã siêu lòng em chỉ cần ngài trần giai linh trưng ra dáng vẻ quyến rũ nhất đồng thời cô ta cũng rất biết làm cho bản thân thêm nổi bật thâm tâm cô ta đã quyết định dù là hiến thân cũng phải có được lợi ích cao nhất được đây chính là trần tiểu thư nói rõ trình vũ cười nhếch mép rồi nói em ghi nhớ trần giai linh cúi đầu cô ta cảm nhận được bản thân đã thành công lúc trình vũ định bước lại gần thì trong đầu lóe qua một tia tính toán thêm chút thích thú trần tiểu thư em nói xem thành ý có phải rất quan trọng trình vũ tiếp tục lên tiếng ý ngài là trần giai linh nghi hoặc trình vũ nhìn xung quanh sau đó lấy áo khoác bên ngoài choàng cho cô ta sau đó hắn ta lùi lại Vẻ mặt nhìn xung quanh rồi cười khiêu khích. Em xem đi, trên giường, trong phòng, tôi không quen. Lăn lộn chiến trường, tôi thích hoang dại." Trình Vũ cười lớn, thật ra hắn là muốn làm khó Trần Giai Linh, hắn ta thừa biết Trần Giai Linh dâng thân chính là muốn lợi ích. Hắn ta cũng không phải, chiến thần thật, cũng nên lưu lại chút gì đó hay ho phòng thân. "Ngài muốn?" Tại đây, ánh mắt của Trần Giai Linh vô cùng hoảng loạn. "Gì chứ? Dù sao cô ta cũng là tiểu thư danh giá." Ở đây mà làm chuyện kia, chẳng khác nào xem cô như đồ chơi. Đúng, xem như thành ý." Trình Vũ vừa nói, vừa quay người như đang làm gì đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 111, bất ngờ quá lớn. Trình Vũ là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, sao có thể lại đơn giản như thế? Hắn ta quay người nhanh chóng mở chế độ quay phim, để về chế độ yên lặng. Sau đó cúi người như đang làm gì đó, nhưng đó chính là đặt máy ở góc quay tốt không quan trọng đêm tối. Chất lượng kỹ thuật khá tốt, có thể quay rõ ban đêm nha. Vậy Trần Tiểu thư vẫn nên về nhà nghỉ ngơi đi, Trình Vũ lại giả vờ tiếp tục đi. Nhưng ngay lúc này Trần Giai Linh đã cắn răng đưa ra quyết định. Cô ta đứng bật dậy, thả áo khoác trên người xuống. Chiếc váy xẻ tà cũng bị cô xé toạc, cởi sạch sẽ. Từng món đồ lột xuống vô cùng mạnh bạo, còn có chút kiên quyết. Trần Giai Linh nghĩ rằng, một người quân nhân lăn lộn chiến trường vốn nếu đã thích cảm giác mạnh, vậy chỉ cần cô ta được chiến thần, yêu ái. Vậy thì ngày sau cô ta sẽ có phúc phần hơn nữa. Em, thật sự muốn, Trình Vũ cũng hơi bất ngờ trước hành động của Trần Giai Linh. Hắn ta cũng là đàn ông, nhìn cơ thể lõa lồ của người phụ nữ xinh đẹp sao lại không muốn. Hơn nữa kia còn là tiểu thư danh giá, một chút cũng muốn nếm thử nha, hắn thật muốn giày vò vị tiểu thư kiêu ngạo này. Tốt, tôi chơi với em, Trình Vũ tuy nói nhưng vẫn đứng im đó, hắn không làm gì cả nhưng ánh mắt hắn như nhìn xuống phần thân dưới của mình đây là muốn trần giai linh nhìn theo ánh mắt trình vũ thân thể thoáng run lên nếu bình thường cô ta sẽ cho đây là một sự sỉ nhục nhưng cũng còn xem làm chuyện này với ai trần giai linh đi đến từng bước ngượng ngùng quỳ xuống dưới chân hắn ta dùng tay cởi đồ cho hắn nhìn cảnh tượng này chẳng khác gì là trình vũ là một vị vua được phi tần phục vụ hắn cảm thấy vô cùng phấn khích sau đó hắn cũng không màn trần giai linh kia là bông hoa cao quý thế nào, cũng tùy ý hắn trả đạp. Mà hắn lăn lộn với bao nhiêu phụ nữ rồi, kinh nghiệm chắc hẳn là rất phong phú, từng chút hành hạ, từng chút trả đạp. Trần Giai Linh dù là tiểu thư danh giá, thì làm gì đã trải qua cái loại phong tình biến thái như thế? Xin ngài, đau, á, đừng, không, thể, chịu, nổi. Từng tiếng động vang vọng trong đêm, khung cảnh lại nhá nhem u ám trần gia linh từng đợt cho rằng bản thân như rơi vào địa ngục không lối thoát mà trình vũ lại vô cùng hả hê bọn nhà giàu danh giá đến thế là cùng cuối cùng cũng bị hắn chà đạp không phải sao ngoan chẳng phải em nói trần gia cần sự ủng hộ của tôi suốt lời hắn xoay người trần gia linh bắt cô ta đứng quay lưng về phía mình còn tay cô ta phải tựa vào cây to trước mặt hắn canh chuẩn góc quay mà hắn đã đặt trước kêu lên đừng sợ ở đây không có ai em không lên tiếng tôi sẽ không vui trình vũ cũng không còn vẻ giả vờ lạnh nhạt cũng không còn cần diễn cái phong thái chiến thần kia hắn trở thành một kẻ khốn nạn thực thụ á à, xin ngài làm ơn đúng nên như thế cầu xin tôi là tốt cứ như thế hắn không quan tâm cái phong tình hay là cùng hòa hợp gì gì đó trước giờ hắn chỉ có thể được lăn lộn cùng đám phụ nữ ở phố đèn đỏ con mồi lừa đảo của hắn cũng chỉ là những người đàn bà hồi xuân làm gì đã nếm món ngon thế này chứ? Trần Giai Linh khóc khản cả cổ, chỉ muốn chuyện này thật nhanh chóng trôi qua. Có lẽ chỉ qua một tiếng đồng hồ, nhưng với Trần Giai Linh là cả một thời gian quá dài, quá kinh tởm. Mà Trình Vũ lại tiếc nuối không muốn rời khỏi người Trần Giai Linh. Cô ta dù đau đớn nhưng vẫn không quên chuyện chính. Ngài xem, chuyện kia, Trần Giai Linh ôm chiếc váy đã bị rách che đi phần cần che, ngồi bệt ngước mắt hỏi Trình Vũ. Hắn ta sau khi mặc đồ, cũng nhanh chóng lấy đi máy mà mình đã bố trí từ trước. Ừm, xem như em khá ngoan. Tôi sẽ, sẽ giúp, Trình Vũ lạnh mặt nghiêm túc nói. Cứ chờ kết quả. Nói xong hắn lạnh lùng bỏ đi, mặc kệ Trần Giai Linh tự xoay sở. Dù sao đây cũng là lần đầu của cô ta, lại bị thảm hại như thế này, cô ta ấm ức hòa khóc. Sau đó như nghĩ được gì đó, cố gắng lê thân thể vào phòng cũ, gọi người đem đồ đến để thay. Ánh mắt trở nên sắc bén hơn đúng lợi ích càng lớn phải hy sinh lớn nghĩ một hồi cô ta gọi cho mẹ của mình con gái chuyện tốt chứ mẹ của trần giai linh giọng nói hớn hở con con đã cùng chiến thần con trần giai linh ấp úng nghe xong con gái nói thẩm thanh hương giật mình ngu ngốc con đang làm gì thế này bà ta hốt hoảng con phải biết cái chuyện tình nhân gì gì đó là để chi thứ sao lại tới lượt con chứ còn hôn sự với vinh thiếu bên kia Thẩm Thanh Hương không biết phải làm sao. Trần Gia Linh uất ức nhưng vẫn cắn răng nói: Chiến Thần nói sẽ giúp Trần Gia trong lần giành phiếu tín nhiệm lần này. Ngài ấy chấp nhận chỉ bí mật. Hôn lễ với Vinh Gia vẫn sẽ diễn ra. Nếu con có vị trí nào đó với Chiến Thần, ngài ấy sẽ giúp Trần Gia. Cô vừa nói nước mắt vừa rơi. Con quá tham lam. Thẩm Thanh Hương bất đắc dĩ. Nếu như thế, con phải lên giường cùng Vinh Thiếu. Thẩm Thanh Hương bạo dạn nói. Trần Gia Linh phản cảm không đồng ý. Cô ta nghĩ rằng sao mình có thể vừa ngủ với người này lại lên giường với người khác cơ chứ? Không thể, phải như thế. Đàn ông dù là ai cũng không mong người đàn bà của mình bị người khác chà đạp. Con phải làm sao cho khéo, đừng để Vinh Thiếu nhận ra con mất cho người khác. Bà ta muốn con gái được lợi nhiều nhất, nhưng đó là chiến thần. Vinh Thiếu hay Vinh Gia cũng sẽ không thể ý kiến. Cô ta cho rằng với vị trí chiến thần thì dù mọi người biết cô ta là tình nhân của chiến thần thì không ai có thể nói gì được. Họ còn phải tìm đến cô ta để nhờ vả. Chưa kể, nếu được lợi ích đủ lớn, về sau cả trần gia cùng cá nhân cô ta cũng sẽ không cần ai nữa. Cô ta đang xem chiến thần là công cụ. Con ngu ngốc quá rồi. Bà ta thở dài, nếu đã vậy rồi còn nên cùng vinh thiếu, sau này họ sẽ không bắt bẻ được. Dù sao chuyện này không nên cho ai biết, kể cả cha con, thẩm thanh hương trầm giọng Bà ta hiểu rõ đàn ông, nhất là người xuất thân danh gia, bọn họ càng không chấp nhận phụ nữ của họ bị người làm đồ chơi. Càng không muốn thành viên dòng chính bị người ta coi thường. Tốt nhất chuyện này là bí mật. Nghe mẹ, nhưng họ không biết, thì ai coi trọng con chứ? Trần Giai Linh không cho là đúng. Chỉ cần cho mọi người biết chiến thần thân với con, đồng thời vì con mà giúp đỡ là đủ. Chỉ cần ngài ấy thể hiện con là bạn, là vì con mà có lợi ích này. Lúc đó ai không vì con chứ? Thầm Thanh Hương khuyên nhủ, được rồi, con sẽ suy tính, con cần quay lại buổi tiệc. Không thì mọi người sẽ nghi ngờ, Trần Giai Linh nói xong thì cúp máy. chương 112, Chiến thần thật giả. Trần Giai Linh nhanh chóng đổi một bộ váy kín đáo hơn, trang điểm lại gương mặt, sau đó quay lại buổi tiệc. Trình Vũ sớm đã quay lại buổi tiệc, được mọi người vây quanh hỏi han và quan tâm. Các vị, hiện tại tôi còn có việc, có lẽ nên rời tiệc trình vũ cảm thấy mình đã có được thứ mình cần nhanh chóng kiếm cớ thoát khỏi đám người này trần giai linh lúc này vừa bước vào chiến thần cũng mệt mỏi hôm khác gặp vậy trần giai linh ánh mắt ẩn ý nhìn trình vũ vinh y tiếu nhìn thấy trần giai linh quay lại lại đổi đồ cũng lấy làm lạ hắn tiến tới gần trần giai linh sao em lại thay đồ rồi lúc này bị đổ rượu vào người không muốn mặc lại nó nữa trần giai linh chỉ lạnh nhạt tìm cớ chiến thần có đồng ý chuyện giúp đỡ chúng ta? Trần Giai Linh hỏi ngược, muốn phân tán sự chú ý của Vinh Y Tiếu. Hắn ta quả thực cũng không nghi ngờ gì nhiều, nhìn về hướng trình vũ, cảm thấy bản thân đã đạt thành hiệp nghị với chiến thần kia. Tốt rồi, rất nhanh chúng ta sẽ có chỗ sửa vững chắc, nhìn dáng vẻ đắc ý của Vinh Y Tiếu. Trần Giai Linh cảm thấy không đơn giản chỉ là đạt thành hiệp nghị. Nhưng không sao, bản thân cô cùng, chiến thần, cũng đã có hiệp nghị bí mật, Xem ra còn giá trị hơn mấy cái hiệp nghị trên miệng kia. Nhưng vừa lúc Trình Vũ vừa đi khỏi, thì Hồ Lâm nhanh chóng đón đường Trình Vũ khi hắn ta vừa bước ra khỏi cửa. "Chào ngài." Hồ Lâm cúi người khom lưng, bộ dạng vô cùng thành kính. Ông ta biết nếu còn ở trong buổi tiệc e rằng Hồ gia không thể tiếp cận chiến thần. Trên đầu bọn họ còn có Vinh gia cùng Trần gia. Ngài đây, Trình Vũ hơn giật mình, "Tôi xin lỗi đã làm phiền ngài. Tôi đến từ Hồ gia." Chúng ta có thể qua bên kia nói chuyện một chút được không? Hồ Lâm cúi người càng sâu, vô cùng cung kính cùng hèn mọn. Này, đám người vệ sĩ, có một người thì thầm vào tai hắn ta gì đó. Hắn nở nụ cười, nhìn Hồ Lâm. Ông Hồ Lâm, qua kia một chút, Trình Vũ cười nói, vẻ mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Vâng, vâng, Hồ Lâm cúi đầu cung kính đi theo. Thật ra tên vệ sĩ áo đen dẫn đầu kia chính là người của gia tộc thần bí ông ta luôn đeo kính đen nhìn như bảo vệ của trình vũ thật ra ông ta chính là người điều khiển và quản lý trình vũ ông ta sẽ là người quyết định trình vũ nên tiếp xúc với ai hay không ông hồ ông nói xem có chuyện gì trình vũ vẫn diễn tốt vai của mình hồ lâm vì luôn cung kính nên cũng không nhìn kỹ thần sắc của hắn ta chiến thần hồ ra chúng tôi rất luôn ngưỡng mộ ngài nếu có thể ông hơi ấp úng rồi ngước nhìn trình vũ ngài có thể cho tôi hẹn gặp riêng ngài một là để tỏ lòng thành kính hai là chúng tôi có chút quà mọn gọi là hồ lâm nói xong dùng hai tay đưa danh thiếp cho trình vũ bộ dạng hai tay đưa lên vô cùng kính cẩn được rồi tôi sẽ để trợ lý của tôi sắp xếp sau đó chủ động liên hệ cho ông trình vũ đưa danh thiếp cho gã đàn ông áo đen đứng sau tôi có việc phải đi rồi trình vũ lên tiếng vâng tôi sẽ chờ ngài mong ngài chiếu cố hồ lâm cúi đầu nói nói rồi trình vũ bước ra ngoài vừa lúc này đám người hồ cửu cùng túc trì cũng vừa bước vào một chiến thần uy danh bằng xương bằng thịt thực sự còn một kẻ mạo danh lại đụng độ nhau tại cửa khi resort bạch ngọc tránh ra trình vũ đang trong vai chiến thần cảm thấy bản thân quả thật cao hơn người khác rồi túc trì là quân nhân thực thụ cho nên trên người đã có sẵn khí chất sát phạt một câu vô lý của trình vũ làm túc trì khó chịu ra mặt anh bạn là anh va vào tôi Túc Chỉ nhìn Trình Vũ, vẫn giữ thái độ lịch sự. Hồ Cửu nhìn theo nhíu mày. Chuyện khác, nhưng anh để ý không phải là Trình Vũ, chính là tên đàn ông mặc đồ đen đeo kính mắt kia. Nhìn ông ta có vẻ đã có tuổi, khá cao to, nhưng không có vẻ là vệ sĩ. "Hừ, cậu nên biết điều một chút, nếu không, ngài nên đi rồi." Gã đàn ông áo đen cắt lời Trình Vũ. Ngữ khí tỏ vẻ cung kính nhưng thực sự nghe kỹ và quan sát một chút hồ cửu nhìn ra gã đàn ông kia khá cẩn thận nhìn dáng vẻ không giống là nhắc nhở là giống ra lệnh hồ cửu nghi hoặc các vị vẫn chưa xin lỗi anh ta anh lên tiếng gì chứ xin lỗi trình vũ cũng không để tâm đến lời của gã áo đen nữa cảm giác mình vừa được cả đám thượng lưu kia vây quanh còn ăn được của ngon hắn ta cũng quên mất bản thân là kẻ giả mạo những gã áo đen kia dù không biết thân phận túc chỉ cùng hồ cửu Tuy nhiên hắn nhìn ra được khí chất bất phàm trên hai người họ. Cũng không muốn thêm rắc rối. Ngài còn có việc gấp cần giải quyết." Gã áo đen giọng nói nghiêm nghị hơn. "Không thể, xin lỗi rồi các người muốn đi đâu thì đi." Hồ Cửu chặn đường, gã áo đen cũng mất kiên nhẫn. "Anh bạn trẻ, không nên ngông cuồng." "Ngông cuồng? Nhưng tôi thích." Hồ Cửu nở nụ cười quái dị, Trình Vũ hống hách bước lên. "Đứng trước chiến thần, các người còn muốn tôi xin lỗi?" tôi sợ các người vây lấy tôi còn không kịp. Nghe Trình Vũ nói xong, Hồ Cửu cùng Túc Trì nhìn nhau, mỉm cười. Cũng không có bộ dáng cúi đầu chào hỏi, Trình Vũ thấy vậy thì hơi kinh ngạc, mà gã đàn ông áo đen cũng không muốn dây dưa. Đi thôi, nói xong thì lôi Trình Vũ đi, Túc Trì định ngăn cản thì bị Hồ Cửu ra hiệu để họ đi. Chiến thần sao, cứ để hắn chơi, anh nhìn theo đám người rồi nói. Trường 113, giáp mặt các đại gia tộc. Túc Chi hiểu ý Hồ Cửu cũng không định đuổi theo nữa. Vậy, chúng ta có cần vào trong?" Túc Chi tiếp tục hỏi. Lúc Hồ Cửu còn chưa kịp trả lời thì Hồ Lâm đã ở ngay đó, hắn đi đến gần anh, ánh mắt toàn là thù hận. "Hồ Cửu." Hồ Lâm nghiến răng nghiến lợi. Ông ta đã bao giờ chật vật vậy chứ, chính tên nhãi nhép này lại làm ông bị thương. Hôm nay được diện kiến Chiến Thần trong bộ dạng thương tật này, làm ông ta vô cùng khó chịu. Trần gia cùng Vinh gia liên hợp chèn ép Hồ gia mà ông ta còn bị tên vinh thiếu cười nhạo ông nên lịch sự một chút dù sao người của đại gia tộc đều ở đây tôi thì không vấn đề gì chỉ là lo lắng thay cho ông hồ cửu cũng không nể mặt mà nói anh nhìn trướng mắt hồ lâm này lắm rồi còn chưa động tới là vì anh còn có kế hoạch phía sau cũng là một phần vì người mẹ đã mất nếu không tên hồ tiêu cùng hồ ra bên kia có thể còn bay qua bay lại được sao điều anh muốn chính là để hồ ra từ từ nếm trải mùi vì bị trà đạp à tôi quên nhắc nhở ông xem như tôi tốt bụng nhắc một chút hồ ra nên chuẩn bị tốt một chút đến lúc bị người trà đạp thì lại không quen hồ cửu nói xong thì nở nụ cười bí ẩn hồ lâm nghe vậy thì tức giận không thôi mày đừng nghĩ có chút bản lĩnh thì xem như một tay che trời chờ chiến thần giúp hồ ra tao muốn xem mày sẽ như thế nào ông ta thật sự muốn bóp chết hồ cửu chỉ là hiện tại ông ta không có khả năng đó. Ồ, ông Hồ Lâm, ông vẫn chưa đi sao? Vinh thiếu vừa lúc đưa Trần Gia Linh ra ngoài, Vinh gia cùng Trần gia và Hồ gia cũng đã giữ vị trí kiềng ba chân lâu nay. Lần này liên hôn, có thể nói Hồ gia xem như bị bọn họ đè bẹp. Chưa kể đến có sự đảm bảo của chiến thần hôm nay, bọn họ xem như một bước lên mây, lên cả một tầm cao mới. Vinh thiếu, Trần tiểu thư, hôm nay cũng nhờ mọi người mà tôi cũng được diện kiến chiến thần nên cảm ơn mọi người rồi hồ lâm lịch sự cùng khiêm nhường mà nói giao tiếp trong giới thượng lưu vô cùng mệt mỏi dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn cũng phải ra vẻ lịch sự kín đáo hồ cửu cùng túc trì nhìn nhau bĩu môi cảm thấy hồ lâm sống quá mệt mỏi ông hồ khách khí trần giai linh yểu điệu nói nhưng ánh mắt cô ta lại nhìn thấy hồ cửu cảm giác có chút quen thuộc chiến thần cũng đã đồng ý hỗ trợ hồ ra còn cho tôi một cuộc hẹn đây là chuyện quá tốt rồi Cảm ơn Vinh thiếu là điều đương nhiên. Hồ Lâm lúc này không còn vẻ hèn mọn, ông ta đứng thẳng người, lịch sự cười tỏ vẻ đắc ý. Thật ra Trình Vũ cũng không đồng ý gì với Hồ Lâm điều gì, chỉ là Hồ Lâm muốn bọn Vinh gia và Trần gia nghĩ rằng Chiến Thần đã đồng ý giúp đỡ Hồ gia mà thôi. Vinh thiếu nghe vậy thì mặt biến sắc, trong lòng thầm quyết tâm sẽ đẩy mạnh kế hoạch kia của mình. "Ồ, vậy chúc mừng ông Hồ rồi." Tuy miệng nói chúc mừng nhưng bản thân hắn vô cùng khó chịu. Trần Giai Linh thì không nao núng, dù sao cô ta cũng đã là tình nhân của chiến thần, không ngại chút lợi ích này. Kia là, Vinh Thiếu cũng không bỏ qua hai người kia. Khách mời, Túc Trì không nhanh không chậm đáp. Hồ Lâm cùng Vinh Y Tiếu nghi hoặc, Túc Trì cùng Hồ Cửu ăn mặc bình thường, lại không có dáng vẻ gì là danh gia, sao lại có thiếp mời. Túc Trì đưa thiếp mời ra, Vinh Y Tiếu cầm lấy, quả thực là thiếp mời của hắn ta gửi đi chỉ là nếu có thiếp mời thì chắc chắn là người có vai vế lớn không biết nên xưng hô thế nào vinh y tiếu vẫn dùng giọng điệu lịch sự mà hỏi hồ lâm bên cạnh cũng nhíu mày suy nghĩ túc trì túc gia quân anh ta đáp nhanh gọn không dư thừa nghe tới túc gia quân bọn họ hít một ngụm khí lạnh ngài túc trì thất lễ thất lễ vinh y tiếu nhanh chóng đổi thái độ mà hồ cửu lại bị bỏ lại một bên mọi người cho rằng hồ cửu cũng chỉ là thuộc hạ hoặc người đi theo túc trì, không mấy để ý đến. Hồ Lâm ngẩn người, nếu người kia là quân nhân có danh vị cao vậy hồ cửu là gì? Còn có thể dùng súng. Này, Hồ Lâm có cảm giác mơ hồ, trong lòng lại có chút bất an, như vừa bỏ lỡ gì đó. Nếu đã tàn tiệc, cũng nên về. Hồ cửu lên tiếng. Túc trì gật gật đầu xoay người muốn rời đi. Nhìn thấy Túc trì muốn đi thì Trần Giai Linh cùng Vinh Y Tiếu nhìn nhau, như hiểu ý nhau nhanh chóng tiến lên ngài túc trì để tỏ lòng thành kính tôi mong có thể cùng ngài hẹn gặp một dịp khác vinh y tiếu thành kính nói dù gì túc gia quân cũng rất có tiếng tăm lại là thuộc hạ trung thành với chiến thần chưa kể túc gia còn là thế lực lớn chỉ cần túc gia quân ủng hộ bọn họ như hổ thêm cánh mong ngài có thể nhận lời trần gia linh nhẹ nhàng thúc đẩy hồ cửu nhìn đám người bọn họ cũng biết rõ là muốn gì cũng khá rảnh rỗi có thể Hồ Cửu cười cười nói. Hồ Lâm trướng mắt vô cùng. Hừ, hỏi tới ngài Túc Trì, mày là gì mà lên tiếng? Hồ Lâm khinh miệt. chương 114, đối lập nhau. Vinh Y Tiếu cùng Trần Gia Linh nhìn thấy thái độ của Hồ Lâm với Hồ Cửu. Hai người nhìn nhau cũng thấy được Hồ Lâm luôn chĩa mũi nhọn về phía Hồ Cửu. Không biết anh đây là, Vinh Y Tiếu tỏ ra khách khí nói. Tuy ngữ điệu có sự khách khí, nhưng ánh mắt hắn cũng không mấy coi trọng Hồ Cửu vì người nhận thiệp mời là túc trì mà hồ cửu chỉ là đi theo nhưng dù sao là bạn bè hay quân nhân thuộc cấp dưới cũng được vị trí quân nhân ở đông uy rất cao cấp không phải ai đều có thể dễ dàng đầu quân càng là quân nhân thuộc túc gia quân hay của chiến thần thì lại càng có địa vị chính vì vậy mục tiêu các quân nhân khi nhập ngũ chính là cố gắng tôi luyện để có thể gia nhập vào đội quân tinh nhuệ của chiến thần hồ cửu anh cũng không muốn giấu giếm gì cả chỉ là bọn họ quá ngốc không nhận ra thân phận của anh mà thôi. Đây là anh đánh đố họ rồi, thân phận chiến thần là tuyệt mật, ở vị trí cấp cao phương Bắc kia chưa chắc có mấy người biết được hồ sơ mật này đâu. Ồ, đều là hồ ra sao, Trần gia Linh hơi nhíu mày. Nếu hồ ra có người là quân nhân thì lại khác rồi, cơ hội nâng cao vị thế gia tộc lại càng lớn. Chỉ là nhìn thái độ kia của Hồ Lâm, xem ra cũng không giống họ nghĩ. Nếu Hồ Cửu quả thực là quân nhân thì Hồ Lâm nên vui mừng đưa rước, nịnh bợ lấy lòng còn không kịp, làm gì có chuyện chạy tới đây mà nhìn sắc mặt bọn họ chứ? Hồ ra cùng tôi không có quan hệ. Hồ cửu ung dung đáp, nếu đã không có chuyện gì, vẫn là nên rời đi. Nói xong anh quay lưng đi, mà người bên cạnh Vinh y thiếu như nói gì thì thầm vào tai hắn ta, chợt hắn nở nụ cười tính toán. Anh Hồ dừng một chút, dù sao ba ngày tới cũng có một buổi gặp mặt nhỏ, mong anh tới dự, tôi sẽ gửi thiệp tới anh. Vẻ mặt Vinh Y Tiếu cười tươi, ánh mắt đầy sự tính toán. Túc chỉ cùng Hồ Cửu nhìn thôi cũng biết, bọn họ có lẽ tra ra một hai chuyện, tỷ như Hồ Lâm nhận Hồ Cửu nhưng bị từ chối. Vinh Thiếu, cậu chắc chắn mời tên nhãi này chứ? Hồ Lâm hé mắt khinh thường nhìn Vinh Thiếu, dù sao nó cũng chỉ là một tên ất ơ mà thôi, Hồ Lâm cười như Vinh Thiếu vừa đặt cược sai chỗ. Trần Giai Linh cũng hơi níu tay Vinh Y Tiếu, dù nhìn Hồ Cửu vẫn có khí chất bá đạo, nhưng cô ta vẫn không thích tiệc của mình có kẻ không ra gì. Huống hồ hôm đó, chiến thần, trình vũ kia cũng có mặt. Còn có một số người quan trọng, cô ta thực sự không muốn kẻ vô danh xuất hiện. Túc chỉ nhìn Hồ Lâm, anh ta muốn trêu tức ông ta một chút. Dù sao Hồ ra chẳng phải đi tìm người, đi một vòng lớn lại đánh mất người quan trọng nhất, không biết vẻ mặt ông ta sẽ ra sao. Thật ra, anh Hồ cũng là quân nhân, có thể sắp tới chức vị còn cao hơn tôi. Túc chỉ nở nụ cười rảo hoạt nhìn Hồ Cửu mà nói. Hồ Cửu lạnh nhạt, cũng không biểu hiện gì, ngoài mặt cũng không có chút gì là vui mừng. Anh biết Túc Chỉ là muốn làm Hồ Lâm Hối mà không kịp. Vẫn nên đi, Hồ Cửu nói xong đi thẳng. Chúng tôi sẽ chờ hai vị. Vinh Y Tiếu cùng chân Gia Linh cúi đầu tỏ sự kính trọng. Mà Hồ Lâm bây giờ hơi lảo đảo. Ông ta choáng váng, Hồ Cửu sao có thể là quân nhân? Mấy lần ông ta thấy Hồ Cửu cùng một tên đầu đường xó chợ, ăn mặc không giống ai, còn gây sự vô cớ bọn họ còn khử khá nhiều người hồ gia cử đến, thậm chí tốt người đi cướp dung vị cũng bị bọn họ xử lý ác độc. Mà quân nhân thì làm sao có thể làm được những việc đó chứ? Hồ Lâm hối hận có thừa, nhưng nhiều hơn vẫn là sự không cam tâm. Chợt ông ta nghĩ ra gì đó. Vinh Thiếu, Trần Tiểu Thư, Hồ Lâm tôi có việc cần xử lý. Hẹn gặp các vị thời gian tới. Nói rồi ông quay đầu vội vàng đi. Vinh Y Tiếu nhìn dáng vẻ ông ta, cười lớn thành tiếng giai linh em xem kia ha 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 đứa cháu mình coi thường lại là nơi mình có thể dựa vào hồ gia biết được thì em nghĩ xem hồ lâm thảm rồi vinh y tiếu nhiều lần ăn thiệt bởi hồ lâm sao hắn ta có thể bỏ qua cơ hội này chưa kể hồ cửu quả thật là tiền đồ vô lượng vậy thì hắn cần nắm bắt ngay không thể để bất kỳ mối quan hệ quý giá nào tuột mất tầm tay y tiếu về phòng đi hôm nay em có quà cho anh trần giai linh đỏ mặt nói vinh thiếu nhìn ra dáng vẻ kia xem ra là điều hắn đang nghĩ được nên về nghỉ ngơi hắn vội vàng phân phó sau đó đưa trần giai linh lên phòng quả nhiên trần giai linh cùng hắn uống thêm chút rượu tăng thêm kịch tình còn có cô ta viện cớ lần đầu ngại ngùng muốn tắt hết đèn mà vinh y tiếu thực sự tin tưởng lại cho rằng dù sao trần giai linh cũng là tiểu thư danh gia cũng nên nhẹ nhàng chỉ là hắn quá bất ngờ khi trần giai linh chủ động một đêm trôi qua, có lẽ Vinh Y Tiếu là kẻ đắc ý nhất, Trần Gia Linh cũng thành công thực hiện âm mưu của mình. Sáng hôm sau, khi Hồ Cửu đang xem xét tất cả tư liệu năm đó mà Hồ gia che giấu. Anh chợt phát hiện, mẹ anh là Hồ Thúy có thai, nhưng không ai biết ai là tác giả của cái thai, có thể nói, hiện tại cha anh là ai cũng là ẩn số, cả đêm suy tư, Hồ Cửu cũng không muốn nghĩ nữa. Dù là ai cũng không còn liên quan đến anh nữa, nếu họ thực sự quan tâm thì đã tìm mẹ anh tìm hồ gia, tìm anh. Hoặc cũng có thể anh là kết quả của một sự sỉ nhục nào đó. Vậy thì có gì phải nghĩ? Long chủ, bên Trần gia cùng Vinh gia đang ra sức tranh phiếu tín nhiệm. Có vẻ không được khả quan. Hiếu thủ đặt thêm một số tài liệu lên bàn Hồ Cửu đang ngồi. Vậy nên bọn họ muốn kết thân với Chiến thần. Hồ Cửu cười cười, nhìn chồng tư liệu kia, anh cũng không mở ra xem, dù sao anh cũng biết trong đó biết bao nhiêu chuyện dơ bẩn. Vinh ra bên kia giường như để cho Vinh Thúy Hà tới thành phố ra. Có lẽ Hiếu Thủ nói đến đây chợt ngừng lại, nhìn Hồ Cửu. Anh nhìn ánh mắt Hiếu Thủ cũng hiểu anh ta muốn nói gì. Chuyện đó còn lạ sao? Đưa người lên giường chiến thần. Hồ Cửu lắc lắc đầu nói: Anh không hiểu bọn người này nghĩ gì. Một người phụ nữ đổi lấy được bao nhiêu lợi ích? Nếu là chơi chán bỏ đi, thì lợi ích coi như mất. Vậy lại tìm người khác. Bao nhiêu người chứ? Anh rất không thích cách mà bọn người này làm nếu có bản lĩnh tự thân đi lấy, tự bản thân tạo quan hệ. Sao cứ phải dùng phụ nữ đổi lấy, khi họ không có gì lại vứt bỏ. Nhìn lục ra lúc trước cũng thấy, bọn họ có thể hy sinh lục thạc không chút suy nghĩ, vậy đám người này làm còn mạnh tay hơn. Trần gia không có động tính sao? Hồ Cửu chợt hỏi. Không có, nhưng chân tiểu thư kia được mọi người tán tụng là tính toán sắc bén, tôi nghĩ cô ta cũng sẽ có chuẩn bị. Hiếu thủ gãi gãi đầu nói, cái này cậu cũng nghĩ ra được. Hồ cử nhướng mày nhìn hữu thủ hỏi. Là, lão Lý nói, anh ta ấp úng. Cùng là quân nhân, anh ta không có cái diễm phúc bị người vây quanh như thế, sao biết được cái gì là phức tạp quan hệ. Cứ dùng bạo lực có phải là xong rồi sao? Vẫn nên đi học hỏi lão Lý nhiều hơn đi. Hồ Cửu cười cười rồi nói, gọi lão Lý cùng hoàng đàn vào đây, anh phân phó. Hữu thủ nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đi. Dạo này anh ta thường bị mọi người lấy ra làm trò đùa nha, không chạy mới lạ. Bọn họ toàn nói gì gì đó khó hiểu, anh ta hỏi người nào cũng nhìn anh ta cười bí hiểm. Quá ức hiếp người mà. Long chủ, hoàng đàn cùng lão lý cúi đầu chào cung kính. Trần gia hiện tại có gì đặc biệt? Trần gia gần đây lép vé so với vinh gia, nhỉnh hơn hồ gia một chút. Vì vậy bọn họ mới có chuyện liên hôn. Hoàng đàn nhìn qua cũng nắm rõ tình hình. Hồ cửu gật đầu. Vinh gia bên kia cũng có chỗ đứng. Hồ cửu cảm thán nói, người của gia tộc bí ẩn hành động rồi họ giúp đỡ vinh gia nhiều hơn còn có hồ gia giường như bị cô lập chưa kể lão lý hơi ngập ngừng nói rõ đi hồ cửu hiểu ông ta muốn nói gì thật ra chiến thần giả kia e là muốn để chiến thần thật là ngài suốt đầu lộ diện hoặc làm ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài lão lý nhíu mày lo lắng hồ cửu gật đầu rất hài lòng biểu hiện của lão lý có thể hiểu tường tận như ông không phải dễ anh lên tiếng khen ngợi Lão Lý cúi đầu kích động không thôi. Ông là đang được vị chiến thần trong truyền thuyết khen ngợi đó nha, không tự hào thì thật có lỗi với bản thân. Chương 115, hối hận không có thuốc chữa. Thật ra bọn họ chơi đùa cứ để họ chơi đùa. Đám gia tộc bí kia suy cho cùng cũng vì lợi ích. Hồ Cửu cười cười rồi nói, "Lão Lý nghiền ngẫm gì đó?" Hoàng đàn cũng thấy chuyện này không chỉ đơn giản chỉ là bôi xấu chiến thần. Còn gì sao? Anh nhìn mọi người ra sức suy nghĩ mà hỏi thật ra anh hiểu rõ âm mưu của bọn người đại gia tộc bí ẩn kia không chỉ bôi xấu ép chiến thần thật lộ diện. Có thể mục đích của họ là sau khi chiến thần lộ danh tính mới ra tay thực sự. Tất nhiên họ không chỉ muốn chiến thần xuất đầu lộ diện. Hồ cửu thần bí cười, long chủ, kia là, lão lý nghi hoặc. Hoàng đàn chợt nhớ ra gì đó, bạch ra, hắn hơi hơi nhíu mày. Họ cũng không biết bạch ra được tôi cứu đi. Hồ cửu lại lắc đầu, cả hai người lão lý cùng hoàng đàn hơi ngứa người, cảm giác mơ hồ họ cũng chưa nghĩ ra được âm mưu gì phía sau hồ cửu cũng không có ý định giải thích với họ dù sao bọn họ muốn quấy động nồi nước đục này thì cứ để họ làm đi chuyện của anh thì anh cứ làm thôi tham gia một màn hài kịch có phải tốt hơn không cứ xem như giải trí một chút trước khi đi tới phương bắc đi anh cũng có mục đích phía sau mà lâu nay anh chưa từng có cơ hội thực hiện có lẽ lần này có thể đi được rồi lúc này điện thoại hồ cửu chợt reo lên Màn hình điện thoại hiển thị chính là lục thạc. thiếu thủ cũng nhìn thấy, im lặng cho mọi người một ánh mắt. Ai cũng hiểu ý, nhanh chóng viện cớ ra ngoài. Anh đây, giọng hồ cửu hơi cứng ngắt, thủ tục xong rồi. Anh có thể về một chút không? Lục thạc lấy hết dũng khi nói. Hồ cửu nắm điện thoại chặt hơn, như cố gắng làm bản thân bình tĩnh hơn. Được, anh chỉ ngắt gọn đáp. Anh, khi nào có thể về được? Lục thạc thực sự chỉ là quan tâm anh một chút nhưng hồ cửu lại nghĩ lục thạc là muốn nhanh chóng thoát khỏi anh lòng anh hơi đau lòng một chút dù sao anh cũng đã chuẩn bị tâm lý nhiều ngày qua nhưng khi đối diện với sự việc này anh vẫn có chút không nỡ lát nữa anh đến hồ cửu nói xong thì chủ động cúp máy anh sợ rằng nếu như còn nghe tiếp anh sẽ không khống chế được bản thân mà không muốn ký vào đơn ly hôn thật ra với vị trí của anh hiện tại chỉ cần nói ra lục thạc sẽ không quyết định ly hôn sao chỉ là anh từng nói nhưng cô không tin anh quả thực lòng tin là thứ mất đi mãi mãi không thể lấy lại được dù cho anh có dùng quyền thế ép cô ở bên anh đó chỉ là miễn cưỡng có lẽ cuộc hôn nhân này đến đây đã tận duyên hồ cửu thở dài cứ xem như là ông trời muốn tôi đi khỏi đây hồ cửu tự nói với bản thân anh quyết tâm dù có đi khỏi nơi đây dù lục thạc không còn là vợ anh thì anh vẫn phải đảm bảo đây là nơi an toàn cho cô vùng vẫy chí ít đây là thứ cuối cùng anh có thể làm được cho cô hữu thủ ở bên ngoài cũng chờ sẵn đi thôi về biệt thự nhật hạ anh nói ngắn gọn nhìn vẻ mặt hồ cửu hữu thủ cũng hiểu ra vài phần cũng không nhiều lời nhanh chóng lái xe anh hồ cũng là lâu năm cùng nhau có một số chuyện thực sự muốn nói hữu thủ mở lời hồ cửu vẫn lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ xe không nói gì thấy vậy hữu thủ thở dài thật ra bạch thố cũng rất tốt cũng rất hiểu chuyện hữu thủ cảm thấy ấm ức thay cho cả bạch thố lẫn hồ cửu Lục Thạc có gì tốt chứ? Nhiều lần hồ cửu vì cô mà làm mọi thứ, kể cả chuyện nhúng chảm uy danh chiến thần. Muốn trở thành một ông trùm thực thụ, xây lên một đế chế vững chắc đủ bảo vệ cô một đời an yên. Vậy mà, có nhiều chuyện không phải cậu nghĩ đúng là sẽ đúng. Hồ cửu vẫn lạnh nhạt đáp, cũng có những chuyện người ngoài cuộc sáng tỏ. Hiếu thủ vẫn là muốn vì bạch thố mà nói một chút. Anh ta hơi thở dài một chút. Hồ cửu cũng không nói gì, dù sao đối với anh bây giờ thời gian này có lẽ quá mức khó khăn. Long chủ, tới nơi. Hữu thủ đổi xưng hô. Hồ Cửu hơi nhìn anh ta một chút, sau đó đi vào trong biệt thự Nhật Hạ. Lục Thạc dường như đã chuẩn bị sẵn, cả Lục Chỉ cũng ngồi chờ anh ở phòng khách. Anh về rồi, Lục Thạc gượng cười nói. Nào, ăn cơm đi, lâu rồi không cùng ăn cơm. Lục Chỉ lên tiếng. Thật ra ông là cha của Lục Thạc vẫn luôn giữ thế trung lập trong mọi chuyện ngấm đi ngấm lại thì hồ cửu cũng khá tốt tuy không tiền đồ nhưng có gì tốt nhất đều dành cho cha con ông lục thạc đang định nói về thủ tục ly hôn thì bị cha cắt ngang cũng đành đi theo hồ cửu không nói gì vẫn theo tới bàn ăn mọi người đều ngồi vào vị trí quen thuộc chỉ là bữa ăn hôm nay ai cũng có suy nghĩ riêng vô cùng yên tĩnh hồ cửu chậm rãi ăn cảm giác vị thức ăn không giống trước anh chợt nghĩ ra gì đó Quả thật vị đồ ăn không phải không giống, chỉ là không giống những gì Bạch Thố từng làm cho anh ăn. Chỉ là trong lòng chợt có gì đó lướt quá, rất khó nắm bắt. Anh không ngon sao, Lục chỉ quan tâm hỏi. Không, con chỉ là có chút no. Hồ Cửu lắc đầu nói, anh cũng buông chén đũa xuống. Em muốn anh ký vào đâu, anh sẽ hoàn thành mọi thủ tục cho em. Hồ Cửu cũng không trần trừ mà nói thẳng, dù sao cũng đã đến đây, tốt nhất nên giải quyết cho xong cũng nên ăn xong bữa đã. Lục Chỉ cảm thấy có chút áy náy. "Cha, không sao. Dù sao cũng nên hoàn thành." Hồ Cửu cười nói. Lục Thạc lúc này có hơi do dự. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 116: Lấy lòng nịnh bợ. "Tôi có nghe nói, chiến thần đã về đây." Lục Thạc chợt lên tiếng. "Anh có thể gặp ngài ấy?" "Biết đâu, có thể cô là đang quan tâm anh. Bản thân cô tuy nhận định không còn tình cảm với anh, nhưng vẫn muốn tốt cho anh." dù sao anh cũng có ơn gì đó với vị chiến thần kia nhờ người ta giúp đỡ chút chuyện việc làm hay kinh doanh cũng có thể chuyện đó anh tự sắp xếp em đừng lo hồ cửu nghe lục thạc nhắc tới tên giả mạo kia thì hơi khó chịu thấy hồ cửu không mấy vui vẻ lòng lục thạc lại có chút không yên anh xem dù sao cũng về lâu vậy rồi nhờ vào một chút tìm chút việc cũng tốt cho anh tôi là đang lo lắng cho anh lục thạc có hơi giận mà nói cảm giác như Hồ Cửu đến lúc này vẫn sỉ diện hảo. Cảm ơn em, Hồ Cửu cũng không giận lục thạc, anh tiếp tục nhìn thủ tục trên bàn, cũng nhanh chóng lấy bút ký tên lên chỗ còn trống. Anh, khi thấy Hồ Cửu ký tên lên tờ đơn, lòng cô có gì đó không nỡ, cô có dự cảm gì đó cứ như là bản thân mất đi thứ gì lớn lao. Bạn có biết trang truyện gạch dưới TG Amchu UEI? VN gạch dưới. Xong rồi, Hồ Cửu ngước nhìn cô rồi nói nếu không có gì anh đi trước mọi việc anh đã sắp xếp ổn thỏa sau này có gì cần cứ gọi anh hồ cửu nhìn cô dịu dàng cười rồi nói lục thạc nghe hồ cửu nói xong lại có chút tức giận tại sao cô lại cảm giác bản thân lại làm sai chứ được rồi tôi chỉ mong anh không có việc gì là tốt rồi lục thạc hạ giọng nói vậy anh đi cha con xin phép hồ cửu nhanh chóng rời đi lục chỉ thấy bóng lưng của hồ cửu nhanh chóng rời đi trong lòng cũng cảm giác vô cùng mất mát. Lục thạc, cha luôn ủng hộ con, nhưng lần này, con có lẽ quyết định vội vàng rồi. Ông lắc đầu thở dài, con, cũng không còn tình cảm với anh ta. Lục thạc nhìn theo bóng lưng, lại có chút gì đó hối hận. Lục chỉ lắc đầu, có đôi khi, hôn nhân không nằm mỗi chữ tình, mà có khi chữ tình ấy không phải như con thấy. Ông nói xong thì lên phòng, lục thạc ngồi thần thờ ở phòng khách, Cô luôn cảm giác chỉ cần thoát khỏi người chồng vô dụng thì sẽ được tự do vùng vẫy. Nhưng nhìn tờ đơn có chữ ký của Hồ Cửu, cô lại nhớ đến mỗi lần cô gặp nguy hiểm, anh đều xuất hiện. Quả thực anh không còn hào quang như trước, từ khi anh về mọi chuyện của cô cũng tốt hơn. Nhưng mà, cô thực sự muốn thoát khỏi hôn nhân, có lẽ vì sự ích kỷ của cô, cũng có lẽ cô đã thay lòng. Lúc này, Hồ Cửu ra ngoài, hữu thủ đã đứng chờ sẵn. Anh ta biết hôm nay có lẽ ngày khó khăn với Hồ Cửu chúng ta hiếu thủ muốn hỏi nên đi đâu tôi đói rồi hồ cửu nói hiếu thủ khó hiểu nếu đói thì có phải đi ăn không ăn ở đâu trước giờ hiếu thủ cũng chưa từng thấy hồ cửu yêu cầu gì gần đây có nhà hàng chúng ta có thể về núi hàng hiếu thủ đang định quay xe đi thì chợt nghe hồ cửu nói anh ta nhìn hồ cửu khó hiểu đói về núi hàng ở đó có gì để ăn sao chợt mắt hiếu thủ sáng lên anh ta cười tươi, nụ cười thật tâm, không hề có chút gian trá. Vâng, sẽ nhanh thật nhanh, hữu thủ nhanh chóng lái xe đi. Anh ta chỉ thiếu chút gọi ngay cho bạch thố. Cậu có vẻ vui thì phải, hồ cửu nhướng mày nói, nhìn cũng thấy hữu thủ là đang vô cùng vui vẻ. À, e hèm, không, ngài, tôi không vui, hữu thủ nhanh chóng điều chỉnh thái độ, ai không biết còn nghĩ cậu về với vợ đấy. Hiếu thủ nghe hồ cửu nói xém chút sặc nước bọt, gì chứ? anh ta là trai tân trai tân cũng không muốn vướng bận chuyện tình cảm hay phụ nữ thật rắc rối long chủ à anh hồ à tôi vẫn là không cần cái gì đó tình cảm hay vợ đâu hiếu thủ thẳng thắn khẳng định hình như mẹ của bạch thố rất thích cậu hồ cửu nhất quyết không buông tha hiếu thủ gì chứ không tình cảm vợ con về núi hàng thì vui hơn cả được nghỉ phép đây là cái gì rõ ràng bị người mua chuộc nhân tâm ngài tha cho tôi đi tôi không gánh nổi Hiếu thủ đổ mồ hôi. Chỉ cần nghĩ tới, nếu anh ta có thể bị mẹ bạch thố tóm, vậy không phải là cha dưỡng của bạch thố, còn có. Hồ cửu nếu với bạch thố. Vậy, hiếu thủ lắc lắc đầu, nghĩ thôi thấy kinh khủng rồi. Anh ta nghĩ quá nhiều rồi. Xe đột một thắng gấp. Ngày sau này đừng nên nói những chuyện kinh khủng như thế, tâm hồn tôi khá mỏng manh. Hiếu thủ lắc lắc đầu, chuẩn bị xuống xe giải quyết vụ va chạm xe kia. Xui xẻo rồi lại đâm phải xe người ta hồ tiêu hiếu thủ lại cảm thán cái tên này đúng là âm hồn bất tán gãy chân vẫn đi lung tung gây chuyện hồ lâm có lẽ cũng khá đau đầu với hắn lại là chúng mày hồ tiêu khệ nệ vác theo chiếc chân gãy đang bó bột âm hồn bất tán hiếu thủ lắc đầu nói hồ tiêu nghe xong đen mặt mày dám nói tao như thế nói thế thì sao hiếu thủ vừa bị hồ cửu hù dọa cũng kiếm được người xả giận chương 117, tâm ý mọi người. Thiếu thủ đang rất là vội, thực sự anh ta đang rất muốn đưa hồ cửu tới chỗ bạch thố càng nhanh càng tốt. Làm sao lại muốn dây dưa với tên hồ tiêu này chứ? Tên hồ tiêu này như âm hồn, không yên tĩnh được chút nào, cản đường người khác còn cả thái độ lồi lõm. Lần trước nhịn là một, không có nghĩa là lần này phải nhịn. Đi xe không có mắt à, cứ thế mà phóng, nếu không phải tôi tay lái tốt thì các người tính đâm vào ai hả? hữu thủ chút bao nhiêu bực dọc, một hơi nói đến mức đám người hồ tiêu không thể xen vào được. Mày! Gì chứ? Đại gia tộc chó má gì chứ? Hở ra là mày, hở ra dọa, có chút chuyện cũng làm quá lên. Ngoặc kép! Nói xong, hữu thủ chỉ tay về phía mấy tên bảo vệ tiếp tục mắng. Các người, vệ sĩ là bảo vệ chủ nhân, vậy có biết để chủ nhân tránh phiền phức không hả? Hay là cứ dùng túng tên ngu ngốc này quậy phá xong đi đánh người ta hả? Nói đi chứ, câm à. Hiểu thủ hùng hổ mà mắng, bọn họ làm gì có cơ hội chen vào câu nào chứ? Hữu thủ, được rồi. Hồ Cửu thấy hữu thủ mắng người cũng hơi bất ngờ. Trước giờ anh ta là người được xem là hiền nhất trong quân doanh, chỉ khi thực hiện nhiệm vụ thì hữu thủ lại vô cùng nghiêm túc, không khác gì sát thần. Nếu không phải Hồ Cửu biết rõ hữu thủ thì vừa rồi còn nghĩ anh ta có lẽ đang tranh giành chỗ buôn bán cùng nên. Chúng mày được lắm, lần trước là lão chú của tao nhẹ tay mới để chúng mày được nước lấn tới. Ngoặc kép, lần này đừng hòng thoát. Ngoặc kép, tao nuôi chúng mày để làm cảnh á, còn không biết sông lên, hồ tiêu đen mặt quát. Gì chứ, hắn ở phương Bắc còn chưa ai dám to tiếng, dù là đám người vinh ra hay trần ra, có muốn nói xấu hắn cũng là tìm nơi khuất mặt hắn. Từ khi nào cái thành phố ra nhỏ bé này, bất kỳ ai cũng có thể coi thường hắn chứ tôi khuyên hồ thiếu cậu nên biến đi, nếu không. Hồ cửu phủi phủi bụi ở bả vai trái, nói với giọng nghiêm nghị. Nếu không, thì sao, tao muốn xem mày có bao nhiêu năng lực. Ngoặc kép, lên. Hồ tiêu vẫn chưa biết sợ là gì, hắn vẫn nghĩ rằng người chú kia suốt ngày ngó trước nhìn sau. Còn hắn chỉ cần hùng hổ xông tới, không phải có hổ ra sao. Nếu không mang danh đại gia tộc làm gì khi bản thân làm gì phải ngó trước nhìn sau chứ cũng không phải lần đầu hắn làm càng thêm một lần cũng không sao được ông đây cũng đang ngứa tay hiếu thủ cũng không đợi hồ cửu ra lệnh nhanh chóng di chuyển một phải một trái mặc kệ là đang ở trên đường cao tốc cũng mặc kệ có bao nhiêu người cứ thế mà đánh mỗi một đòn là bao nhiêu lực đạo đám vệ sĩ nhìn thấy cũng không dám nhúc nhích nào lên đi ông đây lâu rồi chưa sảng khoái đến vậy hiếu thủ cũng không ngừng khiêu khích nhìn dáng vẻ hữu thủ như vậy, hồ cửu vô cùng khó hiểu. Hôm nay anh ta ăn nhầm thuốc sao? Hữu thủ, hồ cửu lên tiếng kêu. Nhưng như nghĩ lại gì đó. Tiếp tục đi. Ngoặc kép. Thôi xem như cho anh ta xả giận, có lẽ có chuyện thật. Hồ cửu cười cười rồi quay vào xe. Dù sao hiếu thủ cũng tự biết tình hình, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện quá đáng. Quả thực chưa đầy 10 phút, hữu thủ vào xe, trên người toát ra một vẻ thoải mái thích đánh người vậy sao hồ cửu lên tiếng lần đầu tiên hồ cửu hơi tò mò muốn nhìn hiện trạng anh nhướng người lên một chút nhìn qua cửa kín cảnh tượng cũng không có gì bất ngờ chỉ là hồ tiêu bị lột hết quần áo trói vào cánh cửa xe của hắn còn đám vệ sĩ nằm la liệt hồ tiêu kia quá đáng ghét gãy chân thì nằm yên đi đi lung tung chọc phá người ngoặc kép khiếu thủ nhanh chóng nói Nghe vậy hồ cửu bật cười, hữu thủ hóa ra còn có một mặt thú vị thế này. Rất nhanh xe của hữu thủ cùng hồ cửu đã tới nơi cần đổi xe để lên núi hàng. Lại tới, lão hắc vẻ mặt ghét bỏ nói. Lão hồ đồ, đừng nhiều chuyện. Ngoặc kép, đánh cờ. Ngoặc kép, lão bạch ngắt lời lão hắc. Hữu thủ dạng dỡ, nhanh chóng đi vào. Anh, tới rồi. Bạch thố thấy hồ cửu thì vừa vui mừng vừa ngập ngừng. Anh ấy đang đói, cực kỳ đói bạch tiểu thư có thể hữu thủ nhanh chóng lên tiếng vui vẻ ra mặt vì dù sao anh ta cũng được ăn ké đồ ăn ngon của bạch thố đây chính là lộc ăn nha tôi còn chưa nói gì hồ cửu nhíu mày nhìn vẻ mặt hớn hở của hữu thủ ngài mới nói là đói hữu thủ gãi đầu bạch thố đừng bên cạnh cúi đầu cười được được chờ một chút em nấu chút gì đó cho mọi người ngoặc kép nói xong cô nhanh chóng đi vào trong Hồ Cửu cũng chưa kịp nói gì. Dạo này cậu có vẻ nhiều chuyện hơn. Hồ Cửu nhìn Hiếu Thủ. Anh ta gãi gãi đầu, dù sao thâm tâm anh ta thực sự muốn Bạch Thố có thể ở cùng Hồ Cửu. Sư phụ, Bạch Thương nhanh chóng chạy lại. Bạch Hiếu, chúng ta đi, ra sau vườn luyện chút thế võ. Lúc trước còn chưa nói rõ. Hiếu Thủ như vớ được phao cứu mạng, nhanh chóng cùng Bạch Thương ra sau vườn, cùng luyện chút thế võ. Hồ Cửu cũng không bắt bẻ, chỉ cười cười anh đi ra ngoài, trên sườn núi nhìn xuống, cảm giác nơi đây thật bình yên đến lạ. Cảm thấy mệt mỏi, Mỹ họa lên tiếng hỏi. Tuy đã có tuổi nhưng bà ta vẫn là một quá phụ khá mặn mà, khí chất cũng hơn người. Hồ Cửu nhìn thấy bà ta cũng không lên tiếng. Chỉ tiếp tục nhìn ngắm xung quanh, chương 118, trò lố bịch của đám người thượng đẳng. Mỹ họa cho dù tham tài đi nữa nhưng với số tuổi này thì bà ta nhìn qua cũng biết người trẻ nghĩ gì chiến thần quả thực là người khó gần khó đoán nhưng dính tới tình cảm thì ai không như ai chứ tôi không biết cậu có chuyện gì nhưng bạch thố nhà tôi với cậu là thật lòng nói xong bà ta liếc nhìn hồ cửu thấy anh vẫn im lặng không nói gì thì thở dài nhưng trách thì trách nó vô phúc mắt mù nhìn ai không nhìn lại nhìn chúng cậu xem như số nó khổ tôi biết cậu là chiến thần trong truyền thuyết một người có thể nói là được nhiều người săn đón bản thân tôi cũng từng rất ngưỡng mộ chỉ là, với một người như cậu, ở bên cạnh cậu nếu không phải là một người có khả năng cùng cậu gánh vác, thì phải là người yên yên ổn ổn an phận ở sau cậu. Dù là loại nào, tôi cũng không mong bạch thố nhà tôi dính tới cậu. Nếu là một người có thể đứng bên cạnh cậu gánh vác thì quá nguy hiểm, nếu là một người yên phận thì quá đáng thương. Nghĩ họa nhìn qua hồ cửu, vẫn thấy anh im lặng, nét mặt không đổi. Bà biết dù bà nói gì, đúng sai ra sao thì hồ cửu vẫn không thể đáp lời nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của con gái tôi dù sao nó có đau khổ hay tổn thương tôi cũng chỉ có thể bên cạnh an ủi nó hạnh phúc tôi chỉ có thể thầm vui mừng thay cho nó biết sao được chứ người trẻ thật khó hiểu bạch thố cũng nên tự chịu trách nhiệm với lựa chọn bản thân thôi nói xong mỹ họa lắc lắc đầu ôm mớ rau rừng vừa mới cắt đi về bạch thố còn chờ đám rau này của bà để nấu ăn nha đi được một đoạn bà quay lại nhìn hồ cửu cảm giác bất lực lắc đầu Thôi thì xem như bạch thố nhà bà mơ mộng hảo thôi. Người như chiến thần, không thể chạm vào, con bé ngốc, Mỹ Họa cảm thán. Bà thuận tay hái ít hoa dại, muốn trang trí một chút, có lẽ ngắm nhìn những bông hoa nhỏ xinh đẹp này thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Hồ Cửu vẫn đứng đó, từng đợt gió phảng phất càng làm anh tỉnh táo hơn. Anh nghe rõ những gì Mỹ Họa nói, anh biết bà ta nói đúng. Vị trí của anh, nhìn cao cao tại thượng nhưng cũng nguy hiểm cùng cám dỗ tâm ý bạch thố không phải anh không thấy chỉ là hồ cửu lắc lắc đầu nếu muốn những người mình yêu thương quan tâm được bình yên không lo lắng thì anh phải nắm chắc mọi thứ anh không muốn bất kỳ ai chịu khổ vì anh hồ cửu cứ đứng đó rất lâu cho đến khi bạch thương chạy tới gọi anh anh hồ cửu chị bạch thố nói cơm xong rồi anh vào ăn thôi anh gật gật đầu quay về ngồi vào bàn ăn mùi thơm đồ ăn làm anh cảm giác thèm ăn rất ngon tuy chỉ có hai chữ ngắn gọn nhưng bạch thố lại rất vui vẻ sự vui vẻ của cô làm cho mọi người xung quanh cũng muốn vui theo đồ vô tâm vô phế lão hắc nhìn thấy bạch thố vui vẻ đến muốn nở hoa không nhịn được mà trách hồ cửu anh vẫn ung dung ăn uống mặc kệ lão hắc nói gì nhưng không ai hiểu trong lòng anh có chút ấm áp khó có trong lúc chiến thần thật còn đang nghỉ ngơi ở núi hàng thì chiến thần phách đang miệt mài nhận quà cáp từ nhiều người mà vinh y tiếu cũng đã tránh được tầm mắt của trần gia linh nhanh chóng tìm tới trình vũ ngài xem vinh y tiếu vừa nói vừa đưa ra một hộp nhỏ xem như là quà hắn còn hất mắt một cô gái vô cùng thanh thuần gương mặt khả ái ánh mắt ửng đỏ như vừa khóc ý của vinh thiếu trình vũ nhìn qua cũng biết ý của vinh y tiếu nhưng hắn ta vẫn giả vờ như không hiểu vinh y tiếu nhìn đi nhìn lại vẫn không hài lòng việc có tên vệ sĩ vẫn đứng sau lưng trình vũ vinh thiếu đây là những anh em vào sinh ra tử với tôi. Nếu để họ đi thì không khác nào coi thường họ cả. Nói xong câu này, Trình Vũ hơi nhướng mày, giả vờ như không vừa ý. "Ấy, không không, tôi làm sao có ý đó được, chỉ là tôi sợ anh ta ngại ngùng." Vinh Y thiếu nhanh chóng kiếm cớ. Người đàn ông mặc đồ đen kia vẫn không biểu cảm, kính đen che đi thần sắc ánh mắt của ông ta. Vinh thiếu cứ tự nhiên. Tuy Trình Vũ cũng hơi ái ngại, nhưng làm sao được chứ? ông ta không phải là vệ sĩ nha nói trắng ra là người quản lý hắn làm sao có thế để ông ta đi nhưng ông ta đứng đây cũng thật khó chịu ngài thử xem món quà kia ngài hài lòng chứ vinh y thiếu vô cùng mong chờ ánh mắt cứ thôi thúc nhìn vào cái hộp nhỏ mình đã đặt lên bàn chỉ chờ vị chiến thần này mở nó ra vinh thiếu cứ gọi tôi là ngài trình không cần cứ xưng chiến thần quá xa lạ rồi trình vũ cũng không muốn suốt ngày bị kêu lên chiến thần rất khó chịu nha Ngài Trình, thật hân hạnh. Vinh y thiếu vô cùng vui mừng, nghĩ rằng bản thân đã bước một bước gần hơn với quan hệ cùng chiến thần. Trình Vũ cũng nhanh chóng mở chiếc hộp nhỏ ra. "Đây." Hắn nhíu mày. "Thật sự ngại quá, không thể qua được mắt ngài Trình." "Đây là thẻ giới hạn, Vinh gia sẵn sàng vì ngài phụng sự." Vinh y thiếu tỏ lòng của Vinh gia. Trình Vũ quả thực không biết kia là thẻ gì, hắn ta chỉ là tên lừa đảo, quanh năm dùng tiền lừa đảo sao biết được kia là thẻ đen quyền lực của vinh gia có thể nói hầu hết gia sản vinh gia chính là nằm ở đây cả chỉ cần trình vũ muốn có thể dùng bất kỳ lúc nào để mua sắm hay làm bất cứ việc gì nếu là trên mặt chính trị có thể nói vinh gia là muốn đầu quân cho chiến thần nguyện làm thuộc hạ của chiến thần là một phần của chiến thần nhưng trình vũ chỉ cảm thấy đây chính là hối lộ với cả cũng chưa ai nói cho hắn biết công dụng của chiếc thẻ đen này được tôi nhận trình vũ vui vẻ nhận xem như đây là một khoản tiền đảm bảo cho hắn về sau trốn chạy, nhưng hắn lại không biết chính chiếc thẻ này làm cho hắn thê thảm. Còn có, kia là Vinh Thúy Hà, em họ chi thứ hai của Vinh Gia. Thật ra thì Vinh Gia cảm thấy ngài trình đây vẫn chưa có ai chăm sóc. Chỉ mong để Vinh Thúy Hà được ở cạnh ngài, Vinh Y Tiếu nói xong thì nhìn Vinh Thúy Hà bằng ánh mắt đe dọa. chương 119, sự trùng hợp tai hại. Ánh mắt kia của Vinh Y Tiếu quá mức lộ liếu, nhìn qua cũng biết Vinh Thúy Hà đang bị ép buộc. Vinh Thúy Hà dù sao cũng là chi thứ hai, tuy không được bằng chi chính, nhưng tính ra vẫn xem là tiểu thư danh giá một vùng. Hôn nhân có thể trèo cao một chút, hoặc môn đăng hộ đối cũng đủ làm cho mọi người ganh tị với cô ta. Chỉ là, hiện tại chi chính lại ép buộc Vinh Thúy Hà làm tình nhân cho người được gọi là chiến thần. Vị Vinh tiểu thư này, Trình Vũ còn đang muốn lên tiếng nhận người. Gã vệ sĩ sau lưng đã nói gì đó vào tai hắn, vẻ mặt hắn hơi khó coi nhưng rất nhanh được điều chỉnh vinh thiếu tấm lòng của cậu tôi nhận thẻ này là đủ vinh thúy hà kia vẫn là thôi đi trình vũ ánh mắt lóe lên tia tiếc nuối thật ra gã đàn ông áo đen kia không muốn trình vũ bị bại lộ sớm hoặc chí ít là không muốn bọn người kia nghi ngờ sớm như vậy có thể để đại gia tộc trả cái giá đưa người đến làm tình nhân thì chắc hẳn điều kiện sẽ rất khó thực hiện dù đại gia tộc bí ẩn kia có tiềm lực lớn nhưng họ vẫn không thể nhúng tay vào chính trường chính trị họ chỉ có thể xử lý những thứ liên quan tiền tài mà thôi nhưng gã đàn ông đó cũng không thể ngờ trình vũ vào đêm tiệc hôm trước đã thành công biến trần tiểu thư dòng chính trần ra làm tình nhân ngài trình đây là không hài lòng nếu không tôi sẽ đề cử một người khác vinh y tiếu nhíu mày nhìn vinh thúy hà hắn ta cảm thấy là do vinh thúy hà biểu hiện quá kém cho nên làm chiến thần ghét bỏ không cần chuyện này cứ vậy đi trình vũ nhanh chóng xua tay mà vinh y tiếu nhìn thấy vậy cũng không dám nói nhiều hơn sợ bản thân làm phật ý quý nhân mối quan hệ hắn dày công tạo dựng sẽ sụp đổ sắp tới vinh ra cùng trần gia sẽ phải đạt đủ phiếu tín nhiệm nếu không e rằng chúng tôi không thể còn ở trong nội bộ chính trị vinh y tiếu nói xong tỏ vẻ thở dài tuy không nói thẳng nhưng chuyện này nói ra cũng là muốn trình vũ dùng danh vị chiến thần trợ giúp một chút vinh thiếu quá vội rồi Trần gia hay Vinh gia, tôi không đảm bảo cả hai, chỉ có thể một. Trình Vũ nói không đầu không đuôi, vì hắn ta cũng nghe chuyện này từ gã áo đen. Hắn biết bọn họ hiện tại chỉ là muốn được nhận phiếu tín nhiệm, sau đó mới có thể bành trướng. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Nhìn gã đàn ông kia hơi nhíu mày, Trình Vũ biết cần tiến Vinh Y Tiếu đi, nếu không sẽ sinh chuyện. Ngài Trình, Vinh Y Tiếu còn muốn nói gì đó, nhưng còn chưa nói thành câu thì Trình Vũ đã rời đi mà gã vệ sĩ kia lại can hắn lại. Vinh thiếu, nếu là muốn chiến thần giúp sức, chỉ bằng cậu thử tìm cách làm cho Vinh ra có giá trị hơn. Tỷ như giúp chiến thần lấy được thứ ngài ấy muốn, tín nhiệm ở vị trí kia làm sao bằng được đầu quân cho chiến thần. Vinh ra suy nghĩ một chút, gã áo đen ẩn ý nói rồi cũng đi theo trình vũ. Vinh y tiếu cho rằng đây mới chính là ý trình vũ, nhưng ngại nói ra. Hắn suy nghĩ một chút, chuyện này khá hệ trọng, cũng không thể mình hắn quyến định. Chiến thần đây là muốn vinh ra cùng chiến thần có thể hợp tác một chuyện khác, tất nhiên theo cách nói kia của gã vệ sĩ thì bọn họ sẽ đạt lợi ích rất cao. Vô dụng. Vinh Y Tiếu đứng dậy nhìn Vinh Thúy Hà lúc này đang thở phào thì quát. Sau đó hắn cũng bỏ đi. Vinh Thúy Hà nhìn mọi người rời đi, cô ta ngồi bệt trong phòng vip mà uất ức khóc. Cô ta từ nhỏ tới lớn làm gì chịu cảnh này chứ, ngồi cũng không được ngồi, phải mặc bộ đồ đẹp, chỉnh chu nhất. Bày ra bộ dạng tốt nhất lại chỉ để người ta xem là hàng hóa ánh mắt cô ta thống hận nhìn về phía vinh y tiếu biến mất mà trình vũ cùng gã vệ sĩ lúc này đã lên xe sao ông lại không để tôi nhận cô gái kia có gì khác với cái thẻ đen nhẻm này sao trình vũ bĩu môi bất mãn nói cậu có thể tiêu tiền nhưng với những tiểu thư danh ra cậu không nên động vào gã áo đen kia khinh bỉ nhìn trình vũ sau đó lạnh lùng nói tại sao còn không như nhau dâng lên như món hàng thì cùng là hàng hóa mà thôi. Có gì khác? Mà này, gia tộc lớn đều thế sao? Vậy thì những kẻ nhận quà quá sướng rồi còn gì, được tiền, được tình, còn phục vụ tận tâm thế, nói đến đây Trình Vũ lại nhớ đến buổi tối hoang dại kia liếm liếm môi thèm thuồng. Dù là hàng hóa cũng là loại đặc biệt. Cậu xứng sao? Chưa kể họ dâng lên loại này thì cậu lấy gì đổi lại? Điều kiện không hề nhỏ, cái gì có thể dùng tiền tôi có thể để cậu tự do nhưng liên quan đến những thứ tiền không giải quyết được cậu nghĩ cậu giải quyết nổi ngu ngốc gã đàn ông áo đen chém chệ ngồi tựa ra sau ghế càng mỉa mai mắng hắn ta trình vũ nào có nghe lọt tai câu nào hắn chỉ cho rằng đám người này chẳng qua lợi dụng tài lừa đảo của hắn còn không cho hắn chút mật đã vậy hắn càng giấu kỹ chuyện trần giai linh đồng ý qua lại xác thịt với hắn nghĩ gì đó hắn lấy điện thoại ra nhìn như nghịch điện thoại thật ra là nhắn cho Trần Giai Linh. Phòng 202, khu sòng Bạc Thái Thiên. Trần Giai Linh lúc này còn đang chỉnh chu lại bản thân. Vinh y tiếu kia tuy không hành cô bằng trình vũ, nhưng suy cho cùng những việc, vận động, đều rất tốn sức. Nhìn tin nhắn kia, lại nhớ tới sự man dở của trình vũ, lòng cô chợt hoảng. Lúc này còn chưa để cô ta định thần, chuông điện thoại đã reo lên. Là mẹ cô ta. Mẹ. Giọng cô ta hơi mệt mỏi. Con thế nào vinh thiếu anh ta không nghi ngờ đều theo lời mẹ trần gia linh cắn răng trả lời chuyện kia bên ban chính trị đã có tin tức lần này trần gia đạt phiếu tín nhiệm cao nhất con đều không uổng công mẹ cũng nói chuyện với cha con nhờ con mới như vậy nhưng mẹ chưa nói chuyện con thẩm thanh hương mím môi nghĩ tới con gái lăn lộn cùng hai người đàn ông thì đau lòng không thôi vậy được rồi xem như con đã làm đúng trần gia linh vui mừng nói địa vị của con hiện tại rất được trần gia xem trọng mẹ cô ta nhấn mạnh con hiểu trần gia linh cắn răng gật đầu con còn có việc gọi mẹ sau nói xong cô ta không chờ đầu dây bên kia nói gì đã vội tắt máy vừa nhận tin tốt từ trần gia cô ta nhìn tin nhắn trần gia linh cho rằng trình vũ đã giúp trần gia hiện tại muốn gặp cô ta là để cô ta trả ơn nước mắt tủi nhục rơi xuống phòng ở sòng bạc Thái Thiên dù là cao cấp thì sao chứ? Ở những nơi đó còn thua xa khu resort tầm trung, cô ta không hiểu tại sao chiến thần muốn cô tới đó. Cô ta chỉ có thể phản hồi tin nhắn Trình Vũ một cách ngoan ngoãn. Em sẽ có mặt ngay. chương 120, lại giáp mặt. Mà Trình Vũ nghe tên áo đen dậy đời suốt chặng đường, cũng phát chán, hắn ta cảm thấy bị đám người thượng đẳng trà đạp. Cách duy nhất khiến hẳn cảm thấy thoải mái chính là lại trà đạp, hành hạ Trần Giai Linh. Còn không phải tiểu thư danh giá, hắn muốn cô ta tới phòng của sòng bài, không phải vì hắn thiếu tiền, mà vì ở đó có đồ chơi mà Trần Gia Linh khẳng định không bao giờ quên được. "Tôi muốn tới sòng bài Thái Thiên." Trình Vũ lên tiếng. Gã đàn ông áo đen nhíu mày nhìn Trình Vũ tỏ vẻ không tán thành. "Ông xem đi, gì ông cũng không cho. Tôi chỉ muốn tới đó tìm vài cô em, dù gì tiểu thư danh giá tôi không xứng, chẳng lẽ vài cô em ở đó cũng không thể Trình Vũ bày ra vẻ mặt lưu manh. Gã đàn ông buông lỏng cảnh giác, cảm thấy cũng không nên bó buộc Trình Vũ. Dù sao tới đó có ai nhận ra là chiến thần thì tai tiếng đổ lên đầu vị chiến thần thật kia. Không tổn hại gì. Được rồi. Được sự đồng ý của gã Trình Vũ nở nụ cười gian manh. Nếu gã ta biết hắn đi lần này chính là trà đạp vị Trần Tiểu Thư dòng chính của Trần Gia, thì chắc chắn gã ta không bao giờ để chuyện này xảy ra. Đáng tiếc, gã ta mãi mãi không ngờ, chỉ vì quyết định hôm nay của gã, đã tạo ra cục diện không thể vãn hồi. Đại gia tộc bí ẩn cũng vì đó mà tổn thất không nhỏ. Nhớ phải về vào sáng mai, chiều mai chúng ta có tiệc gặp mặt. Gã ta thả Trình Vũ trước cửa sòng bài Thái Thiên, sau đó không quên dặn dò. Được được, nghe ông. Tôi cũng chỉ ở đây, ông có thể tới bất cứ khi nào mà. Trình Vũ tỏ vẻ đã biết. Gã đàn ông ra hiệu để xe chạy đi, người tài xế lúc này mới lên tiếng. Ngài mã, để hắn ta lung tung tùy tiện thế liệu có. Hắn làm được gì, tiền tài tiêu cứ tiêu, muốn chơi sao cứ chơi, chỉ cần không vấy bẩn người các đại gia tộc là được. Người được xưng ngài mã nở nụ cười nguy hiểm. Trần Giai Linh lựa chọn bộ đồ kín đáo, trùm cả mặt, bước vào sòng bài Thái Thiên, cô ta rất sợ có người nhìn thấy mặt. Dẫn tôi tới phòng 202. Người lễ tân cũng nhận được thông tin khách phòng 202 sẽ có người tới, nên phân phó người dẫn Trần Giai Linh lên vì cô ta ăn mặc khá kín đáo, mà chỗ này lại vô cùng phức tạp, người kia khinh bỉ nhìn cô. Che gì chứ, lần đầu làm nghề sao? Cô phục vụ dẫn Trần Giai Linh bĩu môi nói, tôi, không có, Trần Giai Linh đã bao giờ bị rơi vào tình huống này chứ? Nhưng cũng không thể nói ra thân phận, chỉ có thể nuốt xuống sự bực dọc này. Phòng 202 là phòng VIP, xem như cô gặp may rồi, khách sộp nha. Cô phục vụ kia còn có chút cảm thán nhìn Trần Giai Linh. Ai mà không biết sòng bạc Thái Thiên này không chỉ có đánh bạc, còn có dịch vụ nhạy cảm khác. Chỉ là sau này có thế lực mới tiếp quản, không cho bọn họ ép buộc các cô gái ở đây đi khách, trừ khi họ tự nguyện. Mà phòng 202 nổi tiếng là phòng VIP, vì ở đó có rất nhiều thứ hay ho. Trần Gia Linh bước vào phòng 202, cô ta còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị không gian tối tăm bao phủ. Ánh đèn màu lập lòe không đủ làm cô nhìn rõ mọi thứ. Em tới rồi sao? Trình Vũ lên tiếng, giọng nói vô cùng dâm tà. Ngài nói xem, em làm sao không tới chứ? Trần Gia Linh cố gắng chấn áp sự ghê tởm mà nói, giọng nũng nịu vô cùng, làm cho Trình Vũ muốn tan chảy. Lại đây, hắn ta đang ngồi tên một chiếc ghế giữa phòng, cảm giác như một vị vua. Lúc này, trong phòng đã lên đèn vàng. Trần Gia Linh nhìn rõ hơn mọi thứ, không gian vẫn hơi mở ám. Nhìn cũng biết, đây là loại phòng để cho những kẻ thỏa mãn, thú vui, biến thái em xem hôm trước quá kích thích anh rất nhớ trần giai linh sợ hãi từng bước đi lại khi tới gần trình vũ cô ta thấy rõ sau lưng hắn ta còn có hai người đàn ông khác kia cởi đồ khi cô ta còn đang muốn chất vấn đã bị trình vũ dùng giọng điệu ra lệnh nhưng em dù sao cũng là tiểu thư trần gia sao có thể để người khác vừa nói trần giai linh vừa nhìn ra phía sau trình vũ cả người run lên Trình Vũ cũng cảm nhận được sự sợ hãi của cô ta, cười đều giả. Hắn hiện tại muốn được có cảm giác làm vua, mà Trần Gia Linh là tự đưa vào, hắn nguyện ý tận dụng. Nơi này hắn thường tiếp các bà lớn tuổi, lừa một khoản tiền rồi biến mất. Mà những người kia thú vui rất biến thái, lâu ngày hắn ăn cũng quen. Giờ lại có một tiểu thư sắc nước hương trời, lại tự nguyện cho hắn cảm giác vua chúa. Hắn phải tận lực hành hạ. Em từng nói, vì tôi chuyện gì cũng làm. Ai hay em chỉ nói cho có? Trần gia hình như phiếu tín nhiệm, ừm, có lẽ nên xem lại. Trình Vũ làm ra vẻ suy nghĩ. Nhìn Trần Giai Linh, hắn ta lại lên cơn thèm thuồng, hắn cố ý đánh vào tâm lý của cô. Mà Trần Giai Linh lúc này nghe tới, phiếu tín nhiệm cả người run lên. Anh nghe em nói, chiến thần, ngài xem, nhờ ngài mà Trần Gia có phiếu tín nhiệm cao nhất, em đội ơn ngài không hết. Ngài không cần nghĩ, chỉ là em muốn là của riêng ngài trần gia linh vội vàng lên tiếng cũng thoát bớt áo khoác ngoài để lộ một thân hình nóng bỏng cùng váy đỏ trói mắt ngoan nghe tôi em muốn gì cũng được em chỉ cần ngoan ngoãn tôi dám chắc em là duy nhất em xem vinh y tiếu kia còn dâng cả vinh thúy hà nhưng tôi vì em mà từ chối có phải nền đền cho tôi xứng đáng trình vũ nghe ra trần gia đã đạt phiếu tín nhiệm cao nhất xem ra sự trùng hợp này có lợi cho hắn ta rồi bọn họ sao em lo gì tôi không ngại tôi chỉ muốn tìm cảm giác chỉ có ở em em không muốn sao trần gia linh nghe xong thì tức giận không thôi nhưng làm sao nói ra chứ cô ta làm sao muốn cái kiểu thế này nếu em không muốn có thể đi cậu gọi vinh thiếu cho tôi đi bảo tôi đồng ý trình vũ khẩy tay để cho tên đàn ông bên cạnh lấy điện thoại cho mình tỏ ý muốn đồng ý với vinh y thiếu điều gì đó lòng trần gia linh run lên vinh thúy hà nếu vinh ra đồng ý chuyện vinh thúy hà đi theo trình vũ điều đó khẳng định, điều kiện bọn họ muốn đạt được từ chiến thần không phải tầm thường. Mà còn có, phiếu tín nhiệm kia. Đừng, em, đồng ý. Trần Giai Linh khổ sở lên tiếng. Audio điện tử võ tấn bền. chương 121, kẻ thê thảm người hạnh phúc. Trình Vũ rất hài lòng, thật ra hắn ta chỉ định để hai tên phục vụ kia trợ hứng, nhưng khi nghe Trần Giai Linh nói bản thân là tiểu thư danh giá. Hắn ta lại lóe lên ý khác. Cởi đi, như đêm đó em cởi sạch sẽ bò lại đây với tôi trình vũ dùng ánh mắt cổ vũ miệng nở nụ cười tà dâm nhất có thể nghe yêu cầu kia trần giai linh cắn răng ép xuống cái tôi của mình từng lớp y phục rơi xuống đất cô ta ngượng ngùng bò lại vô cùng cứng ngắt có thể để cho hai người kia đi đi không khi trần giai linh bò lại ôm chân trình vũ thì cô ta nũng nịu lên tiếng cô ta cho rằng chỉ cần bản thân nũng nịu một chút sẽ làm cho trình vũ nghe theo chỉ là Tình nhân bé nhỏ, em nói xem, thật ra cái tôi muốn là sự kích thích hơn. Trình Vũ nói xong nhìn hai người đàn ông đứng sau mình, cười một chút, ra hiệu bằng ánh mắt. Trần Giai Linh còn chưa hiểu chuyện gì đã bị hai tên kia thô bạo kéo tay ra sau đè ép sát đất. Tư thế vô cùng khó coi, Trần Giai Linh cảm giác bị sỉ nhục vô cùng, nước mắt cô trào ra. Không, Trình Vũ cảm thấy bản thân quá mức kích thích, cũng đứng bật dậy, mà bây giờ ánh mắt Trần Giai Linh chỉ kịp nhìn thấy chân hắn ta trước mắt nhòe đi nào sau đó là một màn thô bạo chỉ là trình vũ cảm thấy có chút chán ghét chỉ xem trần giai linh là công cụ phát tiết hắn ta xong việc ngồi về chỗ cũ như một ông hoàng cười ha hả trần giai linh chỉ nghĩ rằng như thế đã xong xem như chịu bị người ta nhìn thấy thân thể nhưng không phải như thế ác mộng chỉ mới bắt đầu vậy em làm ngài hài lòng rồi em có thể về đúng không Trần Giai Linh vẫn bị hai gã kia giữ vững tư thể cũ, cô ta chỉ có thể nhớ người lên nói. Ồ, chúng ta có cả một ngày một đêm. Sáng mai, tôi để người đưa em về. Trình Vũ nói xong, nhanh chóng khoác áo. Các cậu nhìn đi, mỗi dụng cụ trong phòng đều phải tận dụng. Thuốc trên bàn, tôi muốn nhìn từng chút một. Ừm, cơ thể cô ấy rất tốt, tôi muốn được thấy tận mắt tốt thể nào. Yên tâm, tiền gấp một trăm lần. Phải nhớ, dụng cụ kia không được sót một cái nào. Trần Giai Linh vẫn chưa hiểu ra, cô ta chỉ hoảng hốt. Mà hai gã đàn ông kia nhìn nhau, miệng cười danh mẽnh, tiền công gấp 100 lần bằng họ làm nửa năm phục vụ các quý bà kia. Hiện tại mồi ngon tới miệng, họ ngại gì chứ? Vậy là, từng dụng cụ trợ hứng, từ dây chói, soi ra, cho tới giường được thiết kế kỳ lạ. Mỗi thứ đều được tận dụng, mà Trình Vũ cứ ở đó nhìn Trần Giai Linh từng chút một bị hành hạ khóc lóc cầu xin. Thậm chí cô ta còn mắng hắn. Khốn, nạn. Mắng đi, các cậu xem, làm cô ta mắng nhiều một câu, tôi thưởng thêm, gấp 10 lần. Hai gã kia xem như thấy rõ, tận lực ra sức. Không phải nói, một ngày một đêm, cô ta e là mãi mãi không quên được. Trần Giai Linh có cái kết thảm chính là vì cô ta tự cho mình thông minh. Mà bên này Vinh Y Tiếu không thấy Trần Giai Linh cũng không cuốn lên đi tìm, trải qua đêm xuân hắn ta cũng cho rằng Trần Giai Linh là ngại ngùng. Còn đang tất bật chuẩn bị tiệc sắp tới tại núi Hàng. Túc Trì đích thân đến núi Hàng tìm Hồ Cửu. "Túc Trì à, nếu không phải chuyện quan trọng, không nên đến a." À, Hữu Thủ ghét bỏ nhìn hắn ta. Nhìn ánh mắt ghét bỏ lộ liễu thấy rõ, Túc Trì cảm thấy khó hiểu. "Đừng nói với tôi là anh muốn ở đây luôn đấy chứ? Ở một mình cùng thôi, kéo Long chủ ở theo làm gì?" Túc Trì nhìn anh ta rồi đáp. "Hừ, kẻ ngốc." Nói xong Hữu Thủ cũng quay người bỏ đi, mà lão Bạch nhìn thấy Túc Trì cũng không niềm nở như trước bạch thương lúc trước thấy anh ta sẽ chạy lại hỏi han nhiều thứ ngay cả lão hắc cũng liếc túc trì mỹ họa nhìn anh ta như kẻ dư thừa túc trì tự hỏi bản thân từ lúc bước vào còn chưa kịp làm gì nha có chuyện hồ cửu lúc này lên tiếng vâng chuyện lớn túc trì nghiêm túc nói hồ cửu cũng không nói gì dùng ánh mắt ra hiệu cả ba người hữu thủ túc trì hồ cửu đều ra căn phòng phía sau vườn nói đi hồ cửu lạnh nhạt nói Túc Trì có chút cảm giác bản thân dường như không được chào đón ở đây. Tên chiến thần giả mạo kia, nhận vô số tài lộc từ các gia đình thượng lưu. Một món hắn cũng không bỏ qua, còn có. Túc Trì hơi khó nói. Dù sao đến tìm lúc sáng sớm báo về tình hình không hay ho cũng rất khó, huống hồ vừa vào đã bị hắt hủi. Trần Giai Linh bị tên chiến thần giả mạo đó. Túc Trì không biết dùng từ gì. Anh ta cho người theo dõi, mọi động tĩnh đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ là khi cho người cài camera trong phòng trăm linh hai kia. Thật sự cả đám bọn họ, không ai dám nhìn tiếp. Hửm, Hồ Cửu Nghi hoặc Trần Giai Linh với tên kia dường như đạt thành hiệp nghị gì đó, cô ta nguyện ý. Hiến thân, chỉ là. Chuyện này vượt qua sức tưởng tượng của Túc Trì. Anh vẫn không biết phải nói sao để hình dung rõ tình huống này. Kia, hay là hai người tự xem. Túc Trì nói xong thì đưa ra đoạn quay lại. Nhìn Túc Trì nét mặt đen lại hữu thủ ban đầu còn thấy túc chỉ quá nhát gan còn gì chưa gặp qua chỉ là khi tận mắt nhìn thấy đoạn clip dù chỉ ngắn thôi bao nhiêu đồ ăn trong bụng hữu thủ muốn tống ra ngoài hồ cửu thì nhíu mày chặt lại điều tra được thân phận hắn ta anh như đang nổi cơn giận dù là trước giờ có làm gì đi nữa kể cả mộc thúy lan anh cũng chưa từng nghĩ sẽ hành hạ họ tới mức thế này hoặc giết chết hoặc tự sinh tự diệt với xã hội này trần gia bên kia có biết chuyện này Dường như không biết, Túc Trì cũng cảm thấy chuyện này quá mất nhân tính, để người cứu cô ta đi. Trần Gia bên kia nên đền bù một chút. Chiều nay có tiệc đúng không? Các cậu đi cùng tôi. Hồ Cửu nhíu mày, nhanh chóng quyết định, lúc trước Long chủ đã để Trần Gia đạt phiếu tín nhiệm cao nhất rồi. Cứu thủ lên tiếng, cảm thấy không biết phải làm gì tốt hơn cho Trần Gia. Bọn họ cũng có chỗ đáng ghét, dù sao trong ba gia tộc, họ vẫn là ít bẩn nhất chỉ là quá coi thường người khác. Hồ Cửu suy nghĩ, lần này có lẽ đả kích với họ rất lớn. Cho họ thêm chút đặc quyền đi. Hồ Cửu nói xong thì nhanh chóng vào trong. Thấy Hồ Cửu đi rồi, Túc chỉ nhìn hữu thủ muốn hỏi. Sao mọi người nhìn tôi như thế kia? Đầu gỗ, muốn biết thì đi theo Long Chủ. Hữu thủ nói xong đứng dậy thu xếp. Túc chỉ bán tính bán nghi đi theo. Anh đi, Bạch Thố nhìn Hồ Cửu. Cô chờ anh ở phòng bếp. Đồ ăn trên bàn đã bày sẵn, nhìn là biết chỉ vừa mới nấu còn nóng hổi hồ cửu nhìn bạch thố cũng không ngồi xuống túc trì còn muốn đến gần đã bị hữu thủ dùng lực túm lại ra hiệu im lặng anh ta hơi ngơ ngác nhưng cũng hợp tác dù sao cũng cần ăn trước khi đi để em gọi hữu thủ cùng túc trì vào bạch thố vội tháo xuống tạp dề bộ dáng xinh đẹp linh động ánh mắt không dám nhìn hồ cửu em có thể ở đây chờ tôi hồ cửu chợt lên tiếng bạch thố dừng lại bất ngờ nhìn anh Ánh mắt Dương Dương. Chương 122, không thể hứa hẹn. Ý anh là, Bạch Thố dùng ánh mắt khó tin nhìn Hồ Cửu, "Tôi không thể cho em cái gọi là tình cảm gì đó. Chỉ có thể đảm bảo cho em một đời an yên mà thôi." "Ừm, tôi chỉ có thể đảm bảo điều đó." Hồ Cửu nhìn ánh mắt mong chờ của Bạch Thố, có chút không nỡ, nhưng cũng phải nói sự thật. "Anh không muốn người con gái này vì anh mà bỏ lỡ. Nếu sau này em tìm được người tốt" Có thể tự do không cần bận lòng đến tôi. Nếu em nguyện ý bên cạnh tôi, thì thật sự tôi chỉ có thể đảm bảo cuộc sống của em sẽ không cần lo nghĩ vật chất, cũng sẽ bảo vệ em cùng gia đình an toàn. Tôi không muốn hứa chuyện gì vượt quá khả năng của mình. Nói xong anh nhìn thẳng Bạch Thố, muốn cô có thể hiểu được rõ ràng chuyện này. Tình cảm Bạch Thố dành cho anh hay là sự quan tâm chăm sóc anh đều hiểu rõ. Nói không cảm động, không chút động lòng là nói dối chỉ là mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Cảm động cùng động lòng chỉ là cảm giác tức thời, là thấu hiểu cho tình cảm của đối phương. Còn về đáp lại tình cảm, e rằng rất khó. Mà Hồ Cửu hiện tại không muốn vấn vương quá nhiều chuyện tình cảm, đổ vỡ hôn nhân với Lục Thạc cũng xem như làm anh triệt để mất đi niềm tin vào cái gọi là tình cảm đơn thuần. Ngay khi Hồ Cửu cho rằng Bạch Thố từ chối, cô nhanh chóng chạy tới gần anh, kéo tay anh lại. Chuyện em có tình cảm với anh, chỉ là chuyện của em em không cầu anh có thể đáp lại dù có ra sao em cũng nguyện ý ở sau lưng anh luôn là nơi để anh quay về vậy là đủ cô ngước mắt nhìn anh dáng người bé nhỏ của cô đứng cùng hồ cửu lại cảm giác vô cùng mong manh ai nhìn cũng muốn ôm ấp bảo vệ hai long chủ nhà chúng ta quá khó tính rồi nhìn đi bạch tiểu thư có gì không tốt hữu thủ thì thầm với túc trì nhưng túc trì lại không cho là vậy lắc lắc đầu tỏ ý không tán thành người như long chủ không nên vướng bận cho cô ấy một lời hứa đảm bảo một đời vô lo đã là quá mức rồi nhìn lục thạc đi có gì tốt chỉ thêm phiền túc trì nói xong thì quăng cho hữu thủ một ánh mắt khinh bỉ cảm thấy hữu thủ mới là đồ đầu đất tấm chiếu mới chưa trải sự đời mới đúng tên ngu mốc này cậu biết cái gì là phong tình hả cái gì là lãng mạn cái gì gọi là tình cảm nghe túc trì nói xong hữu thủ tức giận nhìn càng không vừa mắt túc trì Túc chỉ còn định lên tiếng thì đã thấy Hồ Cửu nhìn lại đây. Cả hai nhất thời im lặng không dám nói thêm điều gì. Ừm, Hồ Cửu chỉ nhìn Bạch Thố gật đầu. Xem như đây là sự đồng ý, cô vô cùng vui vẻ. Anh bảo trọng, em đợi. Nói xong Bạch Thố buông tay Hồ Cửu ra. Như chợt nhớ gì đó, cô vội lấy một ít bánh quy tự làm cho vào túi giấy, thuận tiện đưa cho hữu thủ cùng Túc Trì. Các anh cũng cẩn thận. Bánh vừa mới làm rất nóng. Vừa đưa vừa nói, nụ cười dạng rõ trên gương mặt bạch thố làm cho hữu thủ vui vẻ hơn. Lúc này anh ta quay sang nhìn Túc Trì, tiện tay giật lấy bịch bánh trên tay Túc Trì. Bạch Tiểu Thư à, sau này có bánh cứ để tôi, Bạch Tiểu Thư đừng để ý tới hắn. Nói xong hữu thủ vừa ôm hai bịch bánh quy vừa ăn ngon lành. Không sao, ở đây còn nhiều, cứ lấy đi. Bạch Thố không quên rúi thêm cho Túc Trì một bịch. Hữu thủ thấy vậy cũng tiện tay lấy đi, sau đó quay người rời đi túc trì chỉ, chỉ biết gãi đầu đi theo sau này anh có thể mang theo không bạch thố nói xong đưa ra một chiếc hộp nhỏ đã gói kỹ được hồ cửu gật đầu cũng tiện tay cầm lấy sau đó quay người đi nhìn theo bóng dáng hồ cửu trong lòng bạch thố vui vẻ không thôi con gái ngốc tên đó như khúc gỗ khô có gì mà con thích chứ mỹ họa lúc này mới đi ra bà thấy tất cả tuy cũng xem như có chỗ dựa chỉ là bạch thố thiệt thòi quá rồi con nguyện ý là được nói xong bạch thố biểu lộ một sắc thái hoàn toàn khác, không càng là vẻ trong veo vốn có. Chấm. Mà lúc đó, hồ cửu đã đến căn cứ phía Tây. Trần Tiểu Thư bên kia thế nào rồi? Đã được đưa tới viện, Túc Trì nhanh chóng báo lại. Tuy anh ta không thấy tận mắt nhưng nghe Hoàng Đàn kể lại, Trần Giai Linh kia quả thật vô cùng thảm. Hoàng Đàn tuy cũng là kẻ có yếu tố tâm lý mạnh, nhưng chứng kiến cảnh đó vẫn có chút hoang mang. Hồ Cửu nhìn nét mặt của Túc Trì cũng đoán được vài phần đại gia tộc bên kia lại có thể dung túng ra hành vi như vậy. Xem ra chúng ta không cần dây dưa, nói xong câu này, ánh mắt hồ cửu xẹt qua tia nguy hiểm. Túc chỉ cùng hữu thủ vô nghe vậy thì thẳng người, lâu rồi họ còn chưa được chiến đấu một trận ra trò, xem ra thời của họ tới rồi. Nói với lão Lý, tối nay chúng ta sẽ dọn dẹp tên giả mạo kia, đồng thời, tên đi cùng hắn ta tôi nghi ngờ chính là người của gia tộc bí ẩn kia. Để lão Lý tìm cách tóm hắn ta trước khi tiệc bắt đầu đi. Bảo Hoàng đàn nhanh chóng dùng chấn hồn tụ dẫn dụ bọn gia tộc bí ẩn kia. Nghĩ một chút, Hồ Cửu như đang cảm thấy có gì đó không đúng. Khoan đã. Bọn người gia tộc bí ẩn này có lẽ cũng sẽ dùng cách này dẫn dụ chúng ta. Chương 123, xem ai kiên nhẫn hơn. Hữu Thủ nhìn nét mặt Hồ Cửu, lại nhìn Hoàng đàn vừa mới đi vào. Long chủ, hay vẫn nên theo kế hoạch cũ. Anh ta cảm thấy Long chủ có chút nóng vội. Có khi nào vì bị chuyện Trần Giai Linh làm ảnh hưởng? Cũng không hẳn. Chuyện hay luôn có tại thang T Ramchu IEI, VN thang, tôi biết cậu cho rằng tôi bị chuyện Trần tiểu thư làm ảnh hưởng phán đoán. Nhưng dù là Trần Giai Linh kia hay là một người phụ nữ nào khác đi nữa, họ không nên bị như thế. Hồ Cửu ngồi về bàn của mình, cảm nhận một chút gì đó. Anh nhắm mắt lại, muốn suy nghĩ một chút, thân phận giả mạo của tên kia nên được phơi bày. Lúc này Túc Chỉ lên tiếng, còn về phần của gia tộc bí ẩn, họ làm điều này đều có mục đích. Mà khi chuyện xấu của họ được lan truyền, tôi nghĩ bọn họ sẽ chịu công kích của đại gia tộc khác. Lão Lý lúc này cũng lên tiếng, Hồ Cửu đều hiểu rõ những gì bọn họ nói. Chỉ là điều anh cần không chỉ là gia tộc bí ẩn, chấn hồn tụ mở ra một kho tàng, mà ở đó sẽ có một cánh cửa. Muốn mở cánh cửa cần hội đủ những vật cần thuyết cổ xưa, nhưng hiện tại ngoài chấn hồn tụ, anh không có gì thêm mà chắc chắn đám người gia tộc kia cũng như thế, nếu bọn họ đã biết đến cảnh cửa đó thì chắc chắn rằng bọn họ cũng sẽ cần các vật cổ xưa kia. Một màn lần này không chỉ là kéo chiến thần ra ánh sáng, mà chắc chắn còn liên quan gì đó tới những cổ vật kia. Bản thân chiến thần hàng thật giá thật như anh lại không hiểu bản thân nắm giữ thứ gì chứ. Theo dõi gắt gao tên chiến thần giả, không cho hắn có cơ hội làm hại phụ nữ. Còn chuyện khác cứ để hắn thong dong đi, dù sao thì bọn họ muốn xem ai kiên nhẫn hơn mà thôi hồ cửu thay đổi quyết định nếu chưa nắm chắc anh cũng không nên manh động dù sao kẻ kia trong tối anh cũng ẩn thân đều ở thế như nhau không cần thiết phải ra mặt làm mất cân bằng hai bên chuyện này giao cho cậu đấy hoàng đàn nếu như không đủ khả năng có thể nhờ lão lý hoặc thanh ngũ hỗ trợ hoàng đàn cúi đầu sau đó nhanh chóng đi ra ngoài sắp xếp đùa sao hắn làm gì đủ khả năng chứ bao nhiêu gia tộc lớn bé bọn họ dâng đồ thì cũng thôi đi ai mà không mong muốn dâng người lên cho chiến thần chứ? Hắn sợ lão lý cùng thanh ngũ cộng lại cũng không kịp ấy chứ? Có khổ mà không nói được nha. Lão lý, ông gọi thanh ngũ nhanh chóng hỗ trợ hoàng đàn đi. Nhưng mà, vẫn để tên giả mạo kia ung dung sao? Túc trì bức xúc, thực sự không muốn uy danh chiến thần bị với bẩn. Hắn sẽ không ung dung, cuộc chiến này xem ai kiên nhẫn hơn mà thôi. Rất nhanh bọn người kia, chắc chắn sẽ gặp báo ứng mà chúng ta chính là sự báo ứng đáng sợ của chúng. Nhìn Túc Trì, Hồ Cửu kiên định nói. Nghe vậy Túc Trì cũng kiên định gật đầu, anh ta biết trong mọi cuộc chiến kẻ nào hấp tấp đều là kẻ chiến bại. Chỉ là, anh ta ngứa mắt tên kia lâu rồi, chờ đấy, khi mọi chuyện xong xuôi, xem anh ta hành hạ tên chiến thần phích kia thế nào. Ánh mắt Túc Trì lóe lên tia tính toán, cũng nên chuẩn bị một chút, điểm hẹn tối nay phải đến trả cho bọn người kia chút lễ mọn cũng là điều nên làm mà hồ cửu cũng không phải ăn chay trên chiến trường sống chết còn chưa màn chút rắc rối để bọn gia tộc kia tháo gỡ cũng tốt họ biết giả mạo vậy hồ cửu cùng chơi một chút tận hứng cùng vui mà thiếu thủ cậu cũng nên phát huy chút công dụng rồi thiếu thủ nghe hồ cửu nhắc tới mình lông tơ chợt dựng lên long chủ à anh hồ à chiến thần à ngài không bán tôi đấy chứ nói xong anh ta nuốt một ngụm nước bọt bán cậu được giá sao? Hồ Cửu liếc mắt nhìn anh ta, tối nay cậu sẽ có mặt, sẽ là thành viên quan trọng của gia tộc bí ẩn. Xem nào, là ngài tuế, lão Lý lên tiếng, hửm, hồ Cửu cùng mọi người cũng nghi hoặc nhìn ông ta. Lão Lý cười cười nói, ngài tuế là một người chưa từng thấy mặt, vô cùng trẻ tuổi. Nhưng chúng tôi trong nội các lúc trước đều nghe qua, người này rất hào phóng, chỉ cần đạt được thứ họ muốn họ sẵn sàng chi mạnh tay. Nghe tới đây hồ cửu gật đầu, cười nguy hiểm hơn tốt hữu thủ cậu biết nên làm sao rồi chứ hồ cửu nhìn hữu thủ ánh mắt mang tính cảnh cáo khá cao tôi không cần làm quá chỉ cần lấy danh nghĩa của họ đạt được tất cả lợi ích họ muốn không cần làm bẩn đại danh của họ làm gì khi chuyện bại lộ tự khắc họ tự hứng lấy hậu quả chúng ta chỉ nên kiếm lợi thôi hồ cửu cười cười nói mọi người hữu thủ nghe xong gật gật đầu lão lý à ông xem đi tác phong ông khá tốt. Chi bằng, theo cậu ấy, hướng dẫn một chút về tư thế gọi là nhã nhận kiệm lời. Được chứ, vâng. Lão Lý tình ý nhận ra, đây là hồ cửu muốn dạy dỗ hữu thủ. Long chủ à, ngài lấy việc công trả thù riêng, hữu thủ giận dỗi đáp. Cậu nói xem, hồ cửu cũng không phản bác. Đây là để hữu thủ chừa cái tội nói nhiều, nói lời vô nghĩa. Thấy ánh mắt cảnh cáo của hồ cửu, anh ta cúi mặt tỏ thái độ chấp nhận số phận. Hiếu thủ à, cậu xem đi, ai may mắn như cậu. Sắp tới được mọi người vây quanh kính trọng, thật là mong chờ. Lão lý cũng nhân lúc bỏ đá xuống giếng. Cả phòng ồ lên cười thoải mái, chờ đợi họ chính là một cuộc cân não phía trước. Chương 124, tiệc của những kẻ giả mạo. Rất nhanh Hồ Cửu cũng đã nhìn thấy lão lý cùng hiếu thủ chuẩn bị xong. Đi thôi. Túc chỉ cùng Hồ Cửu đi một hướng, mà hiếu thủ cùng lão lý cũng đi một hướng khác nhưng địa điểm của bọn họ đều là buổi tiệc tối nay mà lúc này trình vũ sau một ngày một đêm vui chơi tận hưởng có được cảm giác mình như một vị vua thực thụ thì vô cùng hài lòng chỉ tiếc phút cuối lại phát sinh chút chuyện trần giai linh cũng vì thế mà được đưa đi hắn ta đành tìm một cô gái hộp đêm phát tiết rồi mới đi về mà thẻ đen vinh ra cũng là dùng để thanh toán những chuyện kinh tởm hắn vừa làm trình vũ tôi đã nói với cậu sáng phải có mặt Gã đàn ông áo đen thấy Trình Vũ không còn hơi sức, vẻ mặt lại vô cùng thỏa mãn cũng hiểu hắn đi đâu. Chính là không ngờ tới, người Trình Vũ chơi đùa lại là Trần tiểu thư. Còn không phải kịp lúc, Trình Vũ vẫn còn cảm giác cao cao tại thượng, hình như cậu quên cậu chỉ là một tên nhãi nhép, dưới tầng đáy xã hội được tôi moi lên nhỉ? Hay cậu cho rằng chúng tôi không có cậu thì không làm được gì? Nói xong ánh mắt gã áo đen có bao nhiêu uy áp cùng đe dọa cảnh cáo làm cho Trình Vũ có chút chuột dạ. Nào, ngài thiện, tôi cũng là đàn ông, cứ bó buộc quá tôi cũng khó chịu, chỉ là đi giải tỏa một chút mà thôi. Hoàn thành giao dịch lần này, cậu muốn đi nơi nào tôi không quan tâm. Còn khi chưa xong, đừng hòng thoải mái. Nói đến đây gã đàn ông áo đen mở cửa, thứ không biết gì như cậu nên ít ra ngoài một chút. Tôi nhắc lại, tiền có thể nhận, nhưng người của đại gia tộc đưa tới tuyệt đối không được động vào. Gã được xưng là ngài thiện kìa vô cùng nguy hiểm nhìn trình vũ, Tiền tài thì các đại gia tộc không thiếu, nhưng về việc các tiểu thư dù là chi nhánh, động vào không dễ xử lý. Chẳng may chuyện này ngã ngũ, mà các vị kia lại không được gì, người đưa tới cũng bị vô dụng thì gia tộc bí ẩn của hắn không phải chịu chỉ trích đơn thuần, mà còn mang hỏa vào người. Gì chứ, cũng là một món hàng, họ bỏ ra sao chúng ta không nhận? Trình Vũ bất mãn. Ngài Thiện ra hiệu cho người bên ngoài nhanh chóng đi vào, chỉnh trang lại cho Trình Vũ hình tượng chiến thần không phải đóng giả là được mà còn có đội ngũ ở sau chỉnh chu đầy đủ từ nét mặt quần áo đến chi tiết nhỏ như phụ kiện hừ đừng coi thường chỉ cần không động vào đám người đó cậu muốn chơi bời ở ngoài thì chờ sau khi xong việc đi ngài thiện khinh bỉ nhìn trình vũ hắn ta vẫn không phục tại sao đám người danh ra cứ làm trò như thế chứ ông có phải lo xa quá không tôi muốn hỏi nếu là nếu tôi chấp nhận một vị tiểu thư nào đó thì có gì sao? Trình Vũ vẫn muốn hỏi rõ, hắn ta không tin chỉ là chuyện lăn lộn cùng người phụ nữ, sao lại có chuyện rắc rối gì được chứ? Bọn người kia còn không vì sợ xấu hổ mà im miệng sao? Đây chính là tâm lý chung còn gì? Tốt nhất cậu nên nghe lời tôi. Hoặc cậu sẽ nhận cái kết còn thảm hết cái chết. Ngài thiện nhíu mày nhìn hắn ta, cảm giác có gì đó không đúng. Ông ta đuổi đám người kia ra ngoài, bước lại gần Trình Vũ, nắm cổ áo hắn ta kéo ngược lên ánh mắt vô cùng nguy hiểm trình vũ nuốt ực một cái cả người sợ hãi cảm giác khoái cảm như vừa đứng trên thế giới phút chốc biến mất trình vũ cậu nhớ cho kỹ thân phận cậu là gì đừng động vào đám người bọn họ đưa tới thân phận từng người dù là thấp nhất cũng đủ giết chết cậu đấy nhớ cho kỹ lần sau còn tự tiện ra ngoài phóng túng quá mức thì chờ cậu chính là cái chết nói dứt lời hắn vứt trình vũ xuống đất hắn ta bị nhào cả người ra ngoài cảm thấy vô cùng ấm ức cả bộ đồ vừa được chỉnh chu lại lộn xộn vào làm lại đi ngài thiện lại mở cửa ra lệnh cho đám người kia vào làm lại trình vũ nhìn ánh mắt ngài thiện cũng không dám lộn xộn chợt nhớ tới chuyện hôm qua đã làm cơ hồ trong nội tâm hắn nổi lên chút bất an nếu như bọn người kia biết hắn không phải chiến thần nếu bọn người này vứt bỏ hắn vậy thì trình vũ càng kiên định phải lấy cho bằng hết các thứ củ cải vật chất mà đám người kia dâng lên sau đó bỏ trốn ra nước ngoài trời cao người ở xa làm sao mà bắt được lúc này tại khu resort bạch ngọc vinh y tiếu tìm trần giai linh cả nửa ngày cũng không thấy vô cùng lo lắng khi hắn còn đang tức giận thì có điện thoại reo lên con chào gì thẩm vinh y tiếu chuyển qua một thái độ lịch thiệp cơ bản vinh thiếu giai linh nhà chúng tôi vừa rồi xảy ra chút tai nạn trần gia nhận tin cũng gấp gáp đưa con bé về lại phương bắc giọng thẩm thanh hương vô cùng lo lắng nên vinh thiếu cũng gấp gáp theo sao cơ sao con không biết em gia linh có sao không hay con đưa em ấy về nhé nhưng sao lại không ở đây mà phải đi về phương bắc vinh y tiếu nhíu mày khó hiểu vinh thiếu à con cũng biết ở đó thành phố nhỏ mà Giai linh tuy tai nạn không nặng nhưng lão ra nhà chúng tôi yêu con gái như mạng sao có thể yên tâm cuống hồ con bé có nói tối nay có tiệc tiếp đãi chiến thần còn có cả túc gia quân nếu cậu đi rồi chẳng phải nhường lợi ích cho hồ ra bên kia sao Thẩm Thanh Hương tuy gấp gáp lo lắng nhưng cũng tường tận đánh giá thiệt hơn. Vinh Y Tiếu nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý. Giai Linh nhờ gì thẩm? Xong việc con sẽ về thăm em ấy. Quả thật Vinh Y Tiếu cũng khá lo lắng cho Trần Giai Linh, chỉ là hiện tại tiệc tối nay cần hắn ta xuất hiện. Hắn cũng không muốn cúng đi phần lợi ích của mình cho kẻ khác. chương 125, chỉ đùa một chút. Các khách mời dự tiệc tối đã có mặt đông đủ từ sớm, mà Hồ Lâm cùng Hồ Tiêu cũng nhanh chóng đến đây. Hồ Lâm vẫn không yên tâm với thái độ của Hồ Tiêu, ông ta đã nhanh chóng điều dung vị tới. Dù sao trong giới thượng lưu cùng giao tiếp quan hệ song phương thì dung vị cũng xem như là người có tài. Mà Hồ Tiêu vẫn cần có sự giúp đỡ của dung vị. Dung vị, đi theo Hồ Tiêu, giúp nó một chút giao tiếp với mọi người. Cháu còn nên nghe theo dung vị, ở đây không phải chỗ cho cháu diễu võ dương oai. Hồ Tiêu sau khi bị hữu thủ làm nhục trước mặt mọi người, tính tình không hề bất kiêu căng đi, ngược lại vẫn một vẻ không xem ai ra gì gì chứ sao lại nghe theo hắn chỉ là một con chó mà thôi có quan trọng vậy không hay chú quên tôi mới chính là hồ thiếu một kẻ ăn bám hồ gia còn đứng đây chỉ dạy tôi làm gì sao nhìn dáng vẻ dung vị hồ tiêu lại trướng mắt không thôi hắn ta không thể hiểu đám lão già hồ gia cùng người chú hồ lâm này cũng mình bị gì nữa hồ gia cũng chưa suy tàn từ khi nào cần mấy kẻ vô danh tiểu tốt này chứ Hồ Tiêu bị người ta dậy dỗ tới mức mất mặt ngoài đường, còn chưa tỉnh ra sao? Hồ Lâm tức giận, ông ta thừa biết cái đức hạnh của đứa cháu này, nếu không vì nó là hy vọng duy nhất của Hồ gia thì có thể ông ta cũng mặc kệ. Lúc ông còn định nói gì đó thì đã thấy bóng dáng Hồ Cửu cùng Túc Chỉ đi vào buổi tiệc. Hồ Tiêu theo tầm mắt ông nhìn lại, thấy Hồ Cửu thì nhận ra chính là người đi cùng kẻ điên kia. "Chú, nhìn đi, là nó, thằng khốn đó chính nó cùng một tên nữa đã sỉ nhục cháu." Hồ Lâm nhìn theo hướng Hồ Tiêu, hiển nhiên cũng hiểu ra vấn đề. Cháu chắc chắn mình không trêu chọc người ta chứ. Ông ta biết rõ, Hồ Cửu kia chán ghét Hồ ra, nhưng sẽ không vô cớ ra tay. Cuống Hồ, hiện tại ông ta cũng không dám manh động mà ra tay với Hồ Cửu. Ăn thiệt lần trước đủ để ông ta phải nhớ rõ. Người kia sao, dung vị lại nhíu mày thật chặt. Anh ta cho rằng bản thân tuy là con chó Hồ ra, nhưng chỉ ít cũng được như trợ lý bác. Dù là ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng sẽ có sự tôn trọng nhất định. Chỉ là hiện giờ, Hồ Cửu có thể hiên ngang đi vào tiệc, còn anh ta lại chỉ có thể đi theo sự sắp xếp. Anh quen sao, Hồ Tiêu cũng nhướng mày nhìn biểu cảm của Dung Vị. Dung Vị nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau đó lại cúi đầu hơi liếc nhìn Hồ Lâm. Cũng không hẳn là quen, giọng nói hơi gượng gạo của Dung Vị làm cho Hồ Tiêu nghi hoặc. Hắn tuy là kẻ ăn chơi chắc táng, nhưng không có nghĩa là hắn ngu ngốc hoàn toàn ít nhất nhìn ra dáng vẻ dung vị vô cùng lúng túng khi gặp kẻ kia trong đầu hắn ta chợt lóe lên một tia tự đắc có tính toán dung vị phải không lúc nãy xem như tôi quá lời anh xem đi tôi cũng là vì bị sỉ nhục mà ra nông nỗi như vậy hai anh quen hay không quen cũng không sao anh nghĩ xem nên làm gì để trừng trị hắn hồ tiêu đổi thái độ với dung vị nhìn thấy vậy hồ lâm có dự cảm không tốt hồ tiêu người mà cháu muốn trừng trị đang đi với túc trì thuộc Túc Gia Quân. Nếu như Túc Trì kia muốn cháu chết, Hồ Gia có bao nhiêu thực lực cũng không cứu được. Ông vẫn nên cảnh cáo đứa cháu này, nếu không nó sẽ kéo Hồ Gia vào thế không thể vãn hồi. Túc Gia Quân, dung vị ngẩn người, bất ngờ nhìn về người đi cùng Túc Trì, lại còn đi song song. Có thể thấy Hồ Cửu với người kia vô cùng thân thiết, hoặc ít nhất là Hồ Cửu được Túc Trì coi trọng. Hồ Tiêu, mình cháu chết cũng thôi, đừng kéo Hồ Gia vào. Hồ Lâm nghiêm túc cảnh cáo coi chừng nó cho tôi nếu cảm thấy không ổn cho vệ sĩ lôi nó về khách sạn ngày mai tống về phương bắc nói xong ông rời đi dù không thích hồ cửu nhưng vì hồ ra ông ta vẫn muốn làm quen với túc trì chào ngài túc tôi là hồ lâm ông ta cúi đầu lịch sự cùng lễ phép ông sống cũng quá mệt mỏi rồi hồ cửu đi ngang qua ông ta giọng nói vừa đủ chỉ để ông ta nghe thấy bất giác hồ lâm hơi dùng mình nhưng đứng trước túc trì ông ta cũng không dám có cử chỉ gì khác lạ tôi đi nơi khác một lát hồ cửu để lại thúc trì bản thân thì đi về phía hồ tiêu đây là muốn khiêu khích vô cùng khiêu khích lúc này vinh thúy hà cũng vào phòng tiệc tuy cô ta không xinh đẹp bằng trần giai linh nhưng khí chất của cô thì không hề thua kém dù là chi thứ hai nhưng suy cho cùng vinh thúy hà cũng rất có cá tính nếu chi chính vinh gia không lấy cả gia đình cô uy hiếp thì có lẽ cô đã không tới đây rất nhanh hồ tiêu quên mất trần giai linh ánh mắt hắn dán lên người Vinh Thúy Hà. Cô ta, hồ tiêu thì thầm như muốn hỏi dung vị. Là Vinh Tiểu Thư, thuộc chi thứ của Vinh Gia. Tuy là chi thứ nhưng rất có tiềm năng, năng lực cũng rất tốt. Dung vị giải thích, hồ cửu đi về phía hồ tiêu, càng gần hơn, anh đến gần hồ tiêu cũng không vì lý do châm chọc gì đó. Mà còn vì dung vị đang đứng cạnh hồ tiêu. Vẫn ổn, hồ cửu hỏi ngắn gọn không đầu không đuôi. Dung vị nhìn anh, Cảm giác có chút tội lỗi cùng khó xử, nhưng nhen nhóm vẫn là sự ganh tị. Hừ, mày cũng vào được đây xem như là phúc phần đi, đừng gây hấn với tao. Hồ Tiêu tuy tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Hắn tuy không thích Hồ Lâm nhưng cũng biết những gì Hồ Lâm nói là thật, vẫn là kiềm chế một chút. Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi cậu đấy. Hồ Cửu khinh thường không thèm nhìn Hồ Tiêu, ánh mắt nhìn thẳng dung vị. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết chương 125.